Như vậy thì cô thấy không ạ? Chúng ta có rất nhiều thứ để cho. Nào bây giờ thầy Thành sẽ tổng hợp lại các cái ý kiến của các thầy cô. Cái điều đầu tiên chúng ta có thể cho kiến thức rồi, cho kinh nghiệm được rồi ạ. Cho tình cảm rất tốt ạ. Cho gì nữa ạ? Cho tiền bạc. Tiền bạc cho có quý không ạ? Quá Được đúng quý không ạ. ạ? Cho thời gian. Tốt không ạ? Và đơn giản nhất ai cũng có và mọi người cũng có. Thầy cô thử đoán xem đó là gì ạ? Ai cũng có, dù người nghèo, dù người giàu, dù người sang, dù người lớn, dù người nhỏ đều có. Đó là cho cái gì ạ? Thời gian Cho nụ tình cảm cười. đấy Nào chúng ta hãy ơi, dành một nụ cười rất là sảng khoái dành cho nhau đây nào. Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Chúng ta gặp nhau chúng ta là cười, đấy cũng là ta đã cho rồi. Chứ đừng có nghĩ gì nó lớn lao, đừng có nghĩ tức phải có tiền bạc hoặc là phải có vật chất. Những cái thứ đó là rất tốt rồi. Nhưng mà có lúc thì ta có thể chúng ta không tiện hoặc không có hoặc chưa có ở cái thời điểm đó. Thì chúng ta trao nhau nụ cười, chúng ta dành cho nhau những cái điều tốt đẹp, những cái tình cảm tốt đẹp đấy thì có đáng quý không thầy cô? Rất là đáng quý đúng không ạ? Rồi ạ. Thế cho nên là đơn giản nhất, chúng ta gặp nhau, chúng ta chào, chúng ta cười. Thực ra ấy, có một cái điều này, nó ở trong cái lập trình cái ngôn ngữ tư duy ấy, đó là gì? Khi thầy cô cười ấy, thầy cô trao cho họ nụ cười, nhưng thực ra chúng ta đang giúp cho chính bản thân chúng ta đấy ạ. Bởi vì khi cười thì cơ mặt của chúng ta giãn ra và làm chúng ta trẻ hơn và chúng ta khỏe hơn. Ba thầy cô đồng ý điều đó, giơ tay nói tôi ạ. Ơi. Rồi, rất cảm ơn thầy cô, rất tuyệt vời ạ. Vậy vì từ nay thầy cô có sẵn sàng để cho những người bạn, những người thân, thậm chí là những người chúng ta mới gặp một nụ cười thật là tuyệt vời không ạ? Có. Rồi. Yeah. Rồi, yes, ok, cảm ơn thầy cô. Lớp học của thầy Thành nó có một cái điều kiện như thế này này. Đó là tất cả những người mà đến đúng giờ ấy, thì sẽ xứng đáng được nhận một phần thưởng. Cho nên là những người vào lớp trước 8 giờ thì sẽ được nhận quà. Thầy Thành sẽ dành thời gian để tặng quà thầy cô. Sau đó thì đến 8 giờ 15 phút thì thầy Thành mới mở tiếp cho các thầy cô khác. Thầy cô có đồng ý như vậy không ạ? Đồng ý. Rồi ạ. Bởi vì tại sao? Đây là thầy Thành muốn chia sẻ thầy cô một cái bài học. Chúng ta phải trân trọng chính chúng ta. Vì chúng ta trân trọng những cái người đến đúng giờ cũng là cách để chúng ta tôn trọng cái sự kỷ luật. Và kỷ luật nó tạo ra sức mạnh thầy cô ạ, kỷ luật nó tạo ra sức mạnh. Được không ạ? Và lần này chúng ta đúng giờ, lần sau chúng ta đúng giờ, lần sau chúng ta đúng giờ, chúng ta đúng giờ cả cuộc đời luôn luôn đúng giờ. Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Và chúng ta thấy là cái tuyệt vời đó là gì khi chúng ta làm những cái điều mà chúng ta thấy là nó có một cái tính kỷ luật thì nó sẽ giúp để cho chúng ta thành công. Thực ra ấy, những cái người thành công ấy và những người thất bại ấy, không phải là họ giỏi hơn hay họ thông minh hơn đâu, mà chính là họ kỷ luật hơn, họ có một cái nguyên tắc và chính cái nguyên tắc, chính cái tính kỷ luật đó đã giúp cho họ tiến tới thành công. Họ không bao giờ sợ thất bại, họ không bao giờ nản chí trước những khó khăn, đó là nhờ cái sự kỷ luật. Thầy cô có hiểu điều này không ạ? Rồi, ok, bây giờ để tiết Em kiệm có ý kiến thì thầy Thành xin là phép. hôm nay buổi tối nay vào lớp ấy thì là mọi người nên bật hết cam lên để chúng ta có thể là gặp gỡ giao lưu nhau một chút, vì tiến tới là dịch thì khả năng là nó còn dài, thì bật hết cam lên, mọi người đừng tắt cam nữa để mình nhìn, mình giao lưu, có thể mình học hỏi được nhau rất là nhiều, thì em nghĩ điều đấy là hợp lý. Dạ vâng, cảm ơn thầy Tuyển. Thực ra thì đúng là bật được cam là tốt nhất. Tuy nhiên thì một số thầy cô có thể là vì những lý do chủ quan khách quan mà chúng ta không tiện thì thầy cô cũng có thể tắt cam cũng được, không sao. Còn nếu mà bật cam lên thì mọi người nhìn thấy nhau thì nó sẽ vui vẻ hơn, nó sẽ dễ trong việc mà chúng ta tương Không tác khí hơn đúng khỏe không ổn ạ? hơn rồi nhỉ. Ok ok rồi thì thầy Thành xin phép là như này. Để cho tiện, bởi vì khi mà thầy Thành đang ghi lại cái bài giảng này đấy ạ, ghi lại bài giảng để có thể quay lại và gửi cho thầy cô. Khi mà do đó thì để cho tiện đấy, thì thầy Thành sẽ xin phép là tắt mic cho thầy cô khi mà thầy Thành giảng bài để cho âm thanh của nó được rõ. Khi mà nhiều người nói đến lúc là nó sẽ bị khó trong việc nghe, được không ạ? Thầy cô đồng ý vậy không ạ? Thầy cô đồng ý, Đồng thầy ý cô ạ. comment số 1 đi ạ. Được. Thầy cô comment Đồng số 1 đi ạ. ý. Đồng ý ạ. Dạ. Tắt mic luôn ạ. Vâng, đây là thầy Thành tắt mic nhé, xin phép tắt mic. Tạm tắt mic thôi, sẽ bật sau ạ.
Ok, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu đây. Tặng quà là phần mà thầy Thành rất là thích thú, rất là thích thú. À, xin chào mừng các thầy cô đến với buổi giao lưu hỏi đáp và hỗ trợ trong học tập. Lời đầu tiên, thầy Thành xin chúc các thầy cô sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc các thầy cô thành công. Ở đây thì có một số thầy cô đã biết thầy Thành và có một số thầy cô thì chưa được biết. Những thầy cô nào đã từng biết hoặc là gặp gỡ thầy Thành thì cô comment số 1 đi ạ. Còn những thầy cô mà chưa lần nào gặp hoặc chưa từng biết đến thầy Thành thì cô comment số 2 ạ. À, như vậy là thầy Thành thấy là phần nhiều là các thầy cô đã biết đến thầy Thành, còn một số thầy cô thì có lẽ là hôm nay mới được biết. Không, cho thầy Thành xin phép và dành 5 phút để giới thiệu đôi nét về bản thân mình để giao lưu cùng các thầy cô. À, thầy Thành, tôi là thạc sĩ Vũ Tiến Thành, là chuyên gia toán tiểu học. Tôi sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc. Quê tôi ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ toán tiểu học năm 2011 và có 8 năm công tác tại khoa giáo dục tiểu học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi có 15 năm kinh nghiệm mà nghiên cứu giảng dạy và bồi dưỡng toán tiểu học cho cả học sinh và giáo viên. Thì hiện nay tôi đang là trợ lý hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Newton Hoài Đức Hà Nội. Thì tôi được giao phụ trách toàn bộ mảng toán của nhà trường. Và đây là một công việc mà tôi rất là yêu thích. Một số hình ảnh, đây là hình ảnh của tôi bảo vệ thạc sĩ năm 2011. Tức là cách đây là 10 năm, khoảng gần 10 năm. Đấy, thầy cô nhìn rõ không ạ? Trong cuộc đời thì tôi có người thầy lớn của tôi, đó là Phó sư tiến sĩ Trần Diên Hiển, tác giả của bộ sách giáo khoa mới đấy ạ. Đây, đây là tôi và thầy chụp năm 2010. Lúc đó thì thầy đang hướng dẫn tôi làm luận văn thạc sĩ. Thì cái bài học mà tôi nhận được, cái bài học mà tôi rất tâm đắc khi được là học trò của thầy, đó là bài học về sự yêu thương và lòng biết ơn. Bài học thứ hai đó là một người thầy thì chúng ta cần phải có tâm, có tầm và có một cái sự nỗ lực kiên trì bền bỉ, nó sẽ giúp chúng ta tiến tới thành công. Trong cuộc sống thì tôi cũng có rất nhiều người bạn. Một trong những người bạn mà rất là gắn bó với tôi đó là thầy cô có nhìn rõ mà thầy cô có đoán được đây là ai không ạ? À đây, đúng rồi, thầy cô đã nói đúng rồi đấy ạ. Đây chính là thầy Bùi Duy Phương, một người bạn của tôi, một người bạn rất là thân và học cùng đại học. Chúng tôi mùa hè vừa rồi chúng tôi có cái chuyến đi nghỉ nghỉ hè nghỉ mát cùng với nhau tại khu Hải Phòng, ở chỗ Đồ Sơn Hải Phòng. Chúng tôi buổi sáng vẫn ra chạy thể dục để rèn luyện sức khỏe đấy ạ. Rồi, rất tuyệt vời ạ. Còn đây, thầy cô thấy không ạ? Đây là cái cơ quan tôi đang công tác. Đây là hình ảnh, đây là hình ảnh ban giám khảo chấm thi cuộc thi là đấu trường tri thức Newton. Cuộc thi đấu trường tri thức Newton thì rất là thú vị ạ. Thầy cô có nhìn rõ không ạ? Thầy cô thấy hình ảnh này đẹp không ạ? Đẹp đúng không ạ? Đấy, đây là các cái đội chơi đấy ạ. Các đội chơi này. Đấy, các đội chơi. Đấy là hình ảnh học sinh. Đây, học sinh này. Đấy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và chương trình này là do thầy Thành là tổng đạo diễn. Đây, thầy Thành cho các thầy cô. Và đây là đến phần quà tặng này. Quà tặng cho các thầy cô nhá.
À, chương trình này á là được thiết kế rất là công phu. À, thầy Thành muốn dành tặng cho thầy cô toàn bộ cái file, từ file PowerPoint cho đến cả kịch bản để thầy cô có thể dùng cho các công tác dạy học của mình, có thể tổ chức cho trường, cho khối hoặc là thậm chí cho lớp của mình chia thành các đội chơi. Ở đây thầy Thành sẽ show cho thầy cô xem này. À, chương trình được thiết kế gồm có rất nhiều các phần. Đấy, phần khởi động. Đấy, có luật chơi. Đấy, âm thanh hình ảnh rất là rõ ràng. Đấy, các câu hỏi bộ toán. Câu hỏi về toán này, có thời gian đồng hồ chạy này. Có câu hỏi về lĩnh vực khác, ví dụ như là tiếng Việt. Đấy, thầy cô thấy nghe tiếng nghe nhạc nghe hay không ạ? Đấy, thầy cô thấy tiếng tiếng nhạc có tuyệt vời không ạ? Đấy. Tiếp theo, các câu hỏi lĩnh vực khác như là lịch sử, địa lý, thể dục thể thao. Nói chung là học sinh được tham gia và được tổng hợp rất là nhiều các kiến thức. Và phải nói là hôm thầy Thành tổ chức cho các học sinh trong trường ấy, từ các khối 1, 2, 3, 4, 5 là các con chơi rất là thích thú. Đấy, sau khi phần khởi động xong thì sẽ đến phần vượt chướng ngại vật. Phần vượt chướng ngại vật nó cũng có luật chơi rất là hay. Đây, được thiết kế đây, thầy Thành show cho thầy cô xem này. Vượt chướng ngại vật nhá. Nó có các câu hỏi này. Bây giờ thầy cô bấm câu 1. Thầy cô bấm vào bên này, nút số 1 này này. Là câu hỏi sẽ hiện ra. Còn 5 chữ cái tên loài chim biết đưa thư. Thì học sinh sẽ điền ở đây, bây giờ là bồ câu rồi. Tên nó sẽ quay trở về. Chọn con số 3 chẳng hạn. Trái đất chấm 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 thì học sinh sẽ trả lời và thầy cô sẽ bấm vào cái đáp án. Đấy, là trái đất quay đây nha, quay trở về. Tiếp tục như vậy. Đấy, có đến câu chủ đề. Chủ đề gồm 12 chữ cái. Đấy, thì học sinh sau khi mà đã xem được các hình ảnh, các cái liên kết dữ liệu thầy cô có hiểu ý tưởng không ạ? Sau khi mà xong chủ đề thì sẽ đến phần tăng tốc các câu hỏi, đúng rồi. Tiếp tục là đến cuối cùng là phần phần cuối cùng là phần chinh phục. Phần chinh phục, phần 4 là chinh phục. Trong này có các gói câu hỏi về toán, tiếng Việt, tiếng Anh, hiểu biết chung. Đấy, được thiết kế rất là hay. Ví dụ như học sinh có thể chọn gói câu hỏi về toán chẳng hạn. Chọn vào đây. Cho các câu hỏi. Ví dụ như là đây, câu số 1 là tổng số lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số là bao nhiêu, học sinh phải trả lời ngay. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ có đáp án. Sau đó thì câu số 2 tương tự như vậy. Vân vân, đúng không ạ? Âm nhạc, đáp án rất là rõ ràng. Sau khi hết 10 câu hỏi, thầy cô có thể bấm nút đây quay trở về. Đấy, đội khác lại tiếp tục chọn gói khác. Đấy. Hiểu biết chung. Ví dụ như lá cờ Olympic gồm mấy vòng tròn đan vào nhau và các vòng tròn có màu gì, thầy cô thử trả lời đi ạ, xem có đúng không ạ? Đúng rồi, 5 vòng xanh lục vàng đen đỏ và đó, vân vân. Bây giờ ai là người tìm ra châu Mỹ? Ở đồng bằng sông Cửu Long thì loài loài cây ngoài cây mía thì đường còn được sản xuất từ cây gì, vân vân. Rất là nhiều các kiến thức hiểu biết chung đó. Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Nếu có chương trình như vậy mà cho học sinh chơi
À, một cái chương trình vào cuối năm hoặc là chương trình gì đó thì có hay không thầy cô? Đúng rồi ạ. À, nhưng mà chưa hết đâu ạ, nó sẽ còn có kịch bản. Đây là kịch bản. Thì thầy cô sẽ in cái kịch bản này ra để làm gì ạ? Ví dụ như một người dẫn chương trình, thầy cô có thể cho chính học sinh của mình dẫn chương trình cũng được ạ. Đấy, có kịch bản, phần khởi động này, luật chơi này, vượt chướng ngại vật này, tăng tốc này, chinh phục này, vân vân, đúng không ạ? À, đây chính là cái phần quà đầu tiên mà thầy Thành muốn dành tặng cho các thầy cô. Thầy cô sẽ dùng cái này có thể làm cái nguyên liệu, thầy cô cũng có thể sáng tạo thêm câu của thầy cô vào, cho thêm các đáp án khác vào. Thế vậy có dễ không thầy cô? Nó đã được làm sẵn rồi, thầy cô chỉ việc design lại thôi và làm sản phẩm cho thầy cô. Ở đây là đấu trường tri thức Newton, thì thầy cô thay vào đấu trường tri thức cái gì đó Tom Kit chẳng hạn, thì nó cũng là thành một cái chương trình đúng không ạ? Thầy cô thấy thế vậy có tiện không? Rồi. À, bao nhiêu thầy cô mong muốn được nhận cái chương trình này, bao nhiêu thầy cô muốn nhận quà này? Rồi. Thầy Thành sẽ gửi tặng cho các thầy cô, gửi tặng cho thầy cô nhá. À, cái này nó sẽ giúp cho thầy cô tiết kiệm được thời gian, công sức để thầy cô làm và cả ý tưởng nữa. Thầy cô có thể thiết kế thêm. Ok, ngay bây giờ thầy Thành sẽ gửi vào cái ô chat này để dành cho thầy cô nhá, gửi vào đây. Đây thầy cô copy link này để tải về nhá. Thầy cô có thể tải về sau, thầy cô cứ lưu cái link này lại. Thầy Thành sẽ chỉ gửi link ở trên này thôi, không gửi trong nhóm nhá. Bởi vì đây để thấy là những thầy cô mà đã vào học đúng giờ sẽ được nhận quà. Sẽ không gửi ở trên trên group. Bởi vì chỉ có thực sự ai, những thầy cô nào thực sự quan tâm đến chương trình thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong này và thầy cô xứng đáng được nhận quà từ ban tổ chức và của thầy Thành. Được không ạ? Thầy cô có thể copy cái link đó. Thầy cô sẽ nhìn thấy. Thầy Thành không chỉ gửi nguyên cái lớp 3 đâu, thầy Thành gửi cả lớp 4 cộng 5 để thầy cô có thể, nếu mà thầy cô nào mà dạy lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì có thể dùng đấy để dùng luôn. Còn nếu thầy cô khác mà dạy lớp khác thì thầy cô sẽ chịu khó design lại trên cái nền tảng đó nha thầy cô nha, được không ạ? Ok. Thầy cô đã copy được link chưa ạ? Copy link nhá, copy vào tạm vào máy hay tạm vào cái chỗ nào đó. Hoặc thầy cô mở ra, thầy cô có thể tải sau. Được rồi ạ. Thầy cô đã tải được chưa ạ? Thầy cô tải được, thầy cô comment là đã tải xong ạ. Đã nhận quà, thầy cô đã nhận nhận xong quà của ban tổ chức ạ, thầy cô comment đi ạ. Được rồi ạ. Được rồi nhá. Được rồi ạ. À có cô nói là tặng lớp 1. Thực ra cái này không quan trọng đâu, quan trọng là có ý tưởng thôi và có sẵn rồi, thầy cô chỉ thay câu hỏi lớp 1 vào thôi. Nha. Thầy cô thay cái câu lớp 1 vào, câu lớp 1 thì thay lớp 1 vào. Được chưa ạ? Quan trọng là ý tưởng và cái nền tảng nha. Rồi xong quà thứ nhất, vẫn còn quà nữa, thầy cô muốn nhận quà nữa không ạ?
Thầy cô có muốn được nhận quà tiếp không ạ? Rồi, phần quà thứ hai mà thầy Thành muốn dành tặng cho các thầy cô đó là, như các thầy cô biết là hiện nay thì cái tình hình là dịch Covid đang quay trở lại, và nó cũng làm cho chúng ta cũng nhìn chung là cũng phải chuẩn bị đến phương án mà dạy online. Có những cái địa phương như Hà Nội thì hôm nay, ngay cái buổi ngày hôm nay thì nó có đến 3 công văn. Ban đầu tiên thì nói là cho nghỉ học, nhưng sau đó thì lại yêu cầu là dạy online. Sau đó thì lại chỉ đạo, nói chung là nó rất nhiều các công văn, 3 công văn đến liên tục. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải học online, mặc dù còn 1 tuần. Đấy, nhưng mà nói gì thì nói thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho cái việc mà dạy online, được không ạ? Thì thầy Thành biết là ở đây ấy thì nhiều thầy cô đã có sẵn cái PowerPoint bài giảng, đúng không ạ? Và điều đó là rất tốt. Nhưng mà vẫn còn một số thầy cô thì cũng chưa có thời gian, và cũng chưa hoặc là cũng có chưa có điều kiện để mà thiết kế các cái file PowerPoint bài giảng của môn toán, đúng không ạ? Ở đây thầy cô thấy không ạ? Nên là thầy Thành cũng đã ở trong cùng các cái ekip của mình đã xây dựng sẵn được khoảng mấy trăm bài giảng đấy. Thực ra nó là biên tập thì đúng hơn, nhưng mà biên tập và sắp xếp lại thành một cái bộ bài giảng của lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Nó cũng không phải là nó full hết đâu, nhưng nó cũng được khoảng độ 90, 92 đến 95%. Như vậy thì thầy cô sẽ, thầy Thành muốn tặng cho các thầy cô để thầy cô cũng tiết kiệm cái thời gian cho mình trong cái việc mà thiết kế, rồi thì nó tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức cho thầy cô, được không ạ? Thầy cô có muốn được nhận cái phần quà đấy không ạ? Thầy cô được muốn được nhận quà đấy, thầy cô comment là tôi muốn được nhận quà đấy ạ. Đây, thầy Thành sẽ show cho thầy cô nhé. Đây, ví dụ như là đây, phần PowerPoint bài giảng toán lớp 2 này. Đấy, thầy cô nhìn thấy không ạ? Có rất nhiều, 70 mấy cái PowerPoint này. Nó cũng tốt rồi đúng không thầy cô? Đây, thầy Thành có thể mở ra một cái bài nào, bất kỳ bài nào cũng được. Đấy, bài toán về nhiều hơn này chẳng hạn này. Đấy, đây là đội ngũ của thầy Thành đã sưu tầm, biên tập sẵn cho thầy cô. Có được kiểm duyệt rồi. Đấy, thầy cô chỉ việc mở ra. Cần thì chỉnh sửa thêm, cần thì edit lại cho nó phù hợp với cái lớp học của các thầy cô. Đấy, ví dụ như là một số thôi mở bài hiện nay đi. Bài hiện nay nó đang học đến, ví dụ như là học khoảng đến phép bảng nhân 2 chẳng hạn, thầy Thành ví dụ đấy. Đấy, về bảng nhân 2 này. Thế bây giờ thay vì vậy thì thầy cô là phải, một là phải thiết kế này, hai là phải lên mạng tìm này. Đúng không ạ? Thì ở đây nó đã có sẵn rồi. Có sẵn, thầy cô tham khảo. Thầy cô có thể design thêm, chỗ nào cần thì thêm vào, không cần thì xóa bớt đi. Đúng không ạ? Nào, các thầy cô cho thầy Thành hỏi. Như vậy nó có tiết kiệm được công sức và thời gian của các thầy cô không ạ? Nó có tiết kiệm được công sức và thời gian của thầy cô không ạ? Đúng rồi. Và thầy Thành không chỉ tặng cho thầy cô một lớp đâu, thầy Thành tặng cho thầy cô cả 4 lớp nhá, từ lớp 2 lớp 5, được không ạ? Rồi, cảm ơn những tràng pháo tay của các thầy cô. Thầy cô có thấy là thầy Thành là người cho đi rất là rộng lượng không ạ? Đúng rồi, cái này thì ekip của thầy Thành làm cũng phải làm việc trong khoảng mấy tuần đấy,
Bởi vì họ phải đi tìm cả từng bài ở trên trên mạng, hoặc họ phải thiết kế, thế sau đó thì họ phải chỉnh sửa lại một số phần đó để tạo thành một cái những cái file đấy. Thì thầy cô tới đây mà phải dạy online á, thì thầy cô đơn giản là thầy cô sẽ tất nhiên là thầy cô phải xem lại nhá, đừng có lấy nguyên cả cái đấy nhá, biên tập lại. Bởi vì cái phần này là họ cái ekip này là các thầy cô họ cũng biên tập mà, thì sẽ có tên trường khác này. Bây giờ thầy cô mà dạy mà học sinh đang ở trường A thì cô để trường B thì cái đấy thì nó không hay lắm, đúng không ạ? Thế còn kiến thức nền tảng là như nhau, được không thầy cô? Rồi nhá, bây giờ thầy Thành sẽ gửi cho các thầy cô ngay cả 4 lớp luôn, cả 4 lớp. Đâu nhỉ? À đây rồi. Đây nha. Thầy cô lưu cái link này để tải về nhá, tải cái bài giảng về. Đấy, thầy cô không comment nữa nhá, thầy cô thầy Thành sẽ dành ra khoảng 3 phút để thầy cô copy cái link này. Đấy, thầy cô sẽ copy cái link này lại nhá. Đó, thầy cô sẽ copy cái link đấy. Copy link hoặc là xong thì bấm tải về. Nhưng mà bấm tải có thể một số máy tính của thầy cô nó sẽ chậm bởi vì cái này nó cũng nặng ấy. Thì thầy cô chỉ cần thầy cô đừng đừng comment nhá, đừng comment. Chả nó trôi cái link đó. Đó nhá, thầy cô hãy copy link. Đấy, thầy cô chưa tải được về ngay cũng không sao. Chưa tải được về ngay cũng không sao. Thầy cô cứ copy link, thầy cô đã nhìn thấy chưa ạ? Thầy cô đã nhìn thấy cái bài các cái tài liệu chưa? Thầy cô nhìn thấy, thầy cô giơ tay đi ạ. Đúng rồi, thầy cô thấy rồi đúng không ạ? Rồi. Được rồi nhá. Thì đấy là những cái phần mà ở đấy là tất cả những cái phần mà thầy Thành đã có thì chuyển tất cho thầy cô, không giữ lại cái gì cả, được không ạ? Nhá, thì lúc làm thầy cô có thể sưu tập thêm hoặc là thầy cô biên soạn thêm nhá. Không ạ. Cô Thảo hỏi thầy Thành không có tiếng Việt đâu, thầy Thành chuyên gia về toán mà. Tiếng Việt mà cứ đi làm toán mà đi làm tiếng Việt thì mấy ông tiếng Việt mấy cô tiếng Việt lại mắng chết đúng không ạ? Chúng ta chỉ làm những cái gì chúng ta giỏi nhất thôi, làm những cái gì mà chúng ta mạnh nhất thôi, còn những phần khác để cho người khác làm, người khác lo, đúng không ạ? Ok rồi, thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Thầy cô thấy là đúng như thầy Thành đã giữ lời hứa là được vào sớm là sẽ được nhận quà không ạ? Rồi, cảm ơn thầy cô, chúng ta hãy dành cho tất cả chúng ta một tràng pháo tay vì những cái sự tuyệt vời này ạ. Okay. Ok, tiếp theo này. Chị Ngọc lấy cái hôi chị Ngọc.
Thôi nước xà phòng và xịt vào mặt con. Con đi ra kia bà mẹ đi. Không, chỉ biết con ấy. Con đi ra, bố đang dậy. Con đi ra thì bố đang dậy, con đứng ở đây thì để làm gì? Con bố đang dậy học cơ mà. Mẹ Hạnh ơi, cái bố đang dậy học không bạn đây, bố dậy thế nào? Được rồi ạ. Rồi, phần tiếp theo ạ. Tiếp theo thì thầy Thành chia sẻ với cô về cái phản ứng với dịch Covid ạ. Thì thầy cô thấy không ạ? À, cái dịch Covid có thể nói là nó là một trong những cái bệnh dịch mà nguy hiểm nhất từ trước đến nay mà thế giới đang trải qua. Thầy cô thấy vậy không ạ? Đấy, nó rất là nguy hiểm bởi vì ngày xưa chúng ta đã gặp đến bệnh than, bệnh chúng ta đã gặp bệnh than, bệnh SARS, rất nhiều các cái bệnh, thậm chí là nói là bệnh AIDS, bệnh bệnh gọi là cái căn bệnh thế kỷ, nhưng mà nó vẫn không là gì so với bệnh COVID cả. Thế thì COVID đã quay trở lại, vậy thì phản ứng của chúng ta là như thế nào? Thì đầu tiên ấy, thì chúng ta thấy là đây là một cái bệnh nguy hiểm, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy là đầu tiên để chúng ta cũng phải có ý thức trong việc mà giữ gìn đấy, bảo vệ đó. Chúng ta cũng phải bình tĩnh. Thầy cô có thấy không ạ? Nếu mà chúng ta mà quá lo lắng, quá sợ hãi, nó có giúp được cho chúng ta tốt hơn không? Nó không giúp được chúng ta tốt hơn đúng không ạ? Đầu tiên phản ứng của chúng ta là cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh này. Thứ hai là chúng ta cũng áp dụng các cái biện pháp để phòng ngừa. Biện pháp đấy người ta viết là gọi là cái gì nhỉ thầy cô nhỉ? Thầy cô nhỉ? Có những biện pháp gì phòng ngừa mà Bộ Y tế khuyến cáo đấy ạ? Đúng rồi, 5K đúng không ạ? Khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, khử khuẩn, rồi không tụ tập đông người đúng không ạ? Đấy, vân vân. Thì đấy là cái đầu tiên mà thầy cô ấy này. Cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta cũng phải thấy là cũng đừng quá lo lắng. Tại sao thầy này nói thế? Bởi vì nhiều khi chúng ta mà lo quá, ta sợ quá, chúng ta chẳng làm được gì nữa cả. Đấy, tiếp nữa là ở đây có thể nói là cũng rất là nhiều các thầy cô là gọi là trong biên chế nhà nước đúng không ạ? Ở đây những thầy cô nào là đang ở trong biên chế nhà nước ạ? Rồi ạ, rất nhiều thầy cô đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là dù Covid thì chúng ta vẫn làm cơ mà. À, nhà nước vẫn sẽ có biện pháp là triển khai là dạy học online. Cho nên là về cơ bản là chúng ta vẫn được nhận lương đúng không ạ? Vẫn được nhận lương. Nó có thể nó thay đổi, nó có thể nó tăng giảm gì đó một chút, nhưng mà về cơ bản là chúng ta vẫn vẫn được nhận lương. Tiếp nữa là gì ạ? Tiếp nữa là chúng ta vẫn vậy thì có nghĩa là chúng ta mà lo lắng thì chúng ta không giải quyết được. Nhưng ngược lại là gì ạ? Đây chúng ta vẫn còn đang được nhận lương đúng không ạ?
Thế thì ở đây thầy cô thấy là những thầy cô giáo trẻ thì sinh ra trong thế hệ 9X thì không không được cảm nhận cái điều đó. Nhưng ở đây những ai mà thầy cô sinh từ 8X hoặc là 7X trở về trước ấy thì đã từng phải ăn cơm trộn ạ. Những thầy cô nào đã từng phải ăn cơm trộn ngô, trộn khoai, trộn sắn ạ. Thầy cô comment ạ, những ai mà đã phải ăn cơm trộn thì thầy cô comment là em hay là tôi đã phải ăn cơm trộn, trộn ngô, trộn khoai, trộn sắn, trộn cái gì cũng được ạ. Trộn trộn lạc, trộn lạc chắc là không được trộn lạc đâu ạ. Rồi ạ. Đó. Và không biết các thầy cô nào, thầy Thành cũng đã từng phải ăn cơm trộn đó. Cho đến năm mà thầy Thành học lớp 8 thì là lần đầu tiên là không phải ăn cơm trộn. Và cảm giác đấy nó hạnh phúc vô cùng thầy cô ạ. Bởi vì ăn cơm trộn nó khó ăn lắm, nó ngấy lắm. Nếu mà ăn một lần, hai lần thì không sao, nhưng mà ăn suốt nhiều năm, nhiều tháng thì đến lúc mà thầy Thành học lớp 8 mới không phải ăn. Thì cái cảm xúc nó phải nói là nó vô cùng hạnh phúc. Thế có nghĩa là gì ạ? Đơn giản nhất như hiện nay, nếu trong trường hợp mà Covid nó xảy ra thì vì đất nước chúng ta là đất nước xuất khẩu gạo, gạo rất là rẻ và cũng rất là dễ mua, đúng không ạ? Thậm chí là một số thầy cô mà ở vùng nông thôn là còn có sẵn gạo rồi, chúng ta cứ phòng một vài bao ở đấy. Sau đó là gì nữa ạ? Chúng ta mua một vài các cái thứ ví dụ như là lạc ấy, thịt lạc ấy. Thầy cô biết thịt lạc không ạ? Thịt lạc không phải là từ con lợn đâu ạ, mà nó là từ cái củ đấy, từ cái cây lạc đấy ạ. Thầy cô rang lên cho muối vào, ăn cơm nó cũng có chất đấy. Và nó đảm bảo như nay một số thầy cô mà có đang đang hơi cần phải có nhu cầu giảm cân thì ăn cái này với cơm nó lại rất là tốt trong việc mà giảm cân đấy. Thầy cô thấy không ạ? Thế có nghĩa đấy, rủi ro nhất thì ta thì vậy thôi. Thế nghĩa là chúng ta cũng không sợ phải chết đói đâu, đúng không ạ? Thế là đầu tiên là cũng phải bình tĩnh này. Chúng ta có phương án để chúng ta phòng chống, để chúng ta có phương án chúng ta dự phòng. Được không thầy cô? Thầy cô thấy cái việc cái cách phản ứng như vậy có tích cực không ạ? Chúng ta tập luyện thể dục thêm, ví dụ ta có thể tập tại nhà. Các cái bài tập ở nhà nó rất là nhiều. Thầy cô học ở trên kênh, thầy cô có thể trên vào trong 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 cái YouTube đấy, nó có rất nhiều các cái phần bài tập. Thầy cô có thể tự tập thể dục để rèn luyện sức khỏe được không ạ? Đó. Nhớ thầy cô. Như vậy là cách cái phản ứng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta thì những cái lúc mà dịch này thì thầy cô thậm chí là ta tính đến phương án mà chúng ta không đi lại được, chúng ta phải làm việc online, chúng ta phải học ở nhà, ta phải dạy ở nhà, thì thầy cô cũng tranh thủ chúng ta sẽ học thêm một vài cái kỹ năng gì đó, chúng ta có thể đọc thêm một một vài quyển sách gì đó để giúp cho cái ta nâng cao các cái kỹ năng, các cái tri thức của chúng ta lên. Được không thầy cô? Thầy cô thấy cái cách chúng ta phản ứng với dịch như vậy có tốt không ạ? Có tốt hơn là chúng ta lo lắng và chúng ta sợ hãi không ạ? Hoặc có tốt hơn là cái việc chúng ta trốn tránh không ạ? À, bao nhiêu thầy cô thấy cái cách phản ứng đó nó rất là tốt ạ? Đúng rồi. Ở đây chúng ta không phải là chúng ta xem thường cái việc bệnh dịch, nhưng chúng ta có cái sự chuẩn bị, chúng ta có cái tâm thế để chúng ta cũng phải đối đầu, đối mặt. Như thế chúng ta chủ động, chúng ta tránh được cái việc người ta quá lo lắng, quá sợ hãi. Đúng không? Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cũng là một trong những cách mà nó giúp cho chúng ta cũng tốt hơn, đúng không? Vân vân, đại loại như thế. Ok. Tiếp tục phần tiếp theo mà thầy Thành muốn giới thiệu thầy cô trong cái nội dung của bài học của ngày hôm nay. À thầy cô ơi, thầy cô thấy là khi mà chúng ta dạy học ấy thì thầy cô có thấy là chúng ta cũng cần được giải trí không ạ? Ba thầy cô thấy là việc dạy học, việc học, việc học tập của chúng ta cũng cần phải được giải trí ạ. Đúng rồi. Thế cái việc giải trí mà nếu mà có một cái công cụ để giúp cho thầy cô được giải trí tốt, giúp cho học sinh được giải trí tốt thì thầy cô có sẵn sàng để đón nhận đó không ạ? Rồi. Bây giờ bao nhiêu thầy cô muốn được giải trí ngay bây giờ? Thầy cô comment đi ạ.
Tôi muốn được giải trí, đừng có viết chỉ có em ạ hoặc là tôi ạ thì nó không rõ. Thầy cô viết rõ ra, tôi muốn được giải trí, thầy Thành sẽ cho thầy cô được giải trí ngay bây giờ. Mà nó hay lắm. Rồi. Ok nhá. Nào bây giờ thầy Thành hỏi thầy cô này. Ở đây những thầy cô nào đã từng tham gia cái dự án 1.000 chuyên gia toán tiểu học của thầy Thành ạ? Đã từng thầy cô comment ạ, tôi đã từng tham gia dự án. Thôi thầy này cho dễ đi. Thầy cô những ai mà được tham gia một trong các dự án của thầy Thành thì cô comment số 1. Còn thầy cô nào chưa được tham gia dự án thì thầy cô sẽ comment số 2. Rồi, rất nhiều thầy cô đã tham gia nhưng bên cạnh đó cũng nhiều thầy cô chưa tham gia đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh một cái bài toán tư duy này. Về cái dự án đó thì chủ yếu là dạy về toán tư duy cũng như là các cái toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Thì chúng ta sẽ làm nhanh bài toán này nhá. Trước khi chúng ta vào cái mục giải trí nào. Về bài toán cơ gỗ nhá, bài toán tư duy cơ gỗ này. Thầy Thành đọc đề bài nhé, thầy cô sẽ comment đáp án này. Một khúc gỗ, người ta cưa một khúc gỗ thành 3 đoạn. Thầy Thành đọc chậm nhé, thầy cô nghe này. Cưa một khúc gỗ thành 3 đoạn thì hết 6 phút. Hỏi cưa khúc gỗ đó thành 4 đoạn thì hết mấy phút? Biết là thời gian của một lần cưa là như nhau. Thầy Thành đọc lại nhé. Cưa một khúc gỗ thành 3 đoạn thì hết 6 phút. Hỏi cưa một khúc gỗ đó thành 4 đoạn thì hết bao nhiêu phút? Biết là thời gian của một lần cưa là như nhau. Rồi, rất tuyệt vời. Rất nhiều các thầy cô đã làm ra kết quả là 9 phút. Thầy cô thật sự là rất là tuyệt vời ạ. Trước đây thì Thành có làm cho bên một cái công ty giáo dục khi mà phỏng vấn ấy. Nhiều thầy cô đến phỏng vấn xin tuyển dụng làm giáo viên. Thầy Thành hỏi bài toán này, họ rất nhanh chóng, họ trả lời là 8 phút. Đấy, có thầy cô cũng trả lời là 8 phút đấy ạ. 8 phút. Thế xong bảo thế là làm như thế nào? Thì họ nói là chia làm 3 đoạn và 6 phút thì đơn giản là lấy 6 chia 3 thì bằng 2 phút. Và chia làm 4 đoạn ta lấy 2 nhân 4 bằng 8 phút. À, thấy không? Nhưng mà đây là toán tư duy. Nó vừa cần kiến thức toán học và kiến thức thực tiễn. Thì để cưa khúc gỗ thành cắt thành hai đoạn đúng không ạ, thì cần mấy lần cưa? Cần một lần cưa. Muốn cắt thành 3 đoạn thì cần 2 lần cưa. Vậy ta có 6 chia cho 2 thì bằng 3 phút. Một lần cưa là 3 phút. Vậy cưa khúc gỗ thành 4 đoạn thì cần 3 lần cưa, vậy 3 nhân 3 bằng 9. Xin chúc mừng các thầy cô đã có kết quả là 9 phút ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Thế còn thầy cô nào ra 8 phút thì đấy, thầy cô sẽ nhận được một cái bài học gì đó cho mình đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi game nhá. À, các thầy cô ạ, khi mà chúng ta dạy học online ấy thì thầy cô có những cái nền tảng, thầy cô có thể dạy qua qua phần mềm Zoom này hoặc qua phần một số phần mềm khác, ví dụ như là Meet, Google Meeting này, được chưa ạ, hoặc là Chan, vân vân. Thì các cái nền tảng đó thì về cơ bản thì đều ok cả thôi. Nhưng mà thầy Thành thì quen dạy Zoom hơn, và khi mà cùng với một số các cái chuyên gia ấy, thì anh em họ nhận xét là Zoom là phần mềm dễ dùng và nó rất là mạnh. Nó phù hợp với việc là các cái tạo các cái chương trình hội thảo hoặc các cuộc họp. Đấy, thì các thầy cô có thể dạy trên cái nền tảng nào cũng được nha. Nhưng mà thầy Thành nay muốn hướng dẫn thầy cô một cái công cụ một rất là mạnh mẽ trong cái việc là hỗ trợ trong việc dạy học này. Vậy thầy cô click vào cái đường link này.
Đây, thầy cô sẽ click vào cái đường link này nha. Rồi, thầy cô sẽ bắt đầu click vào đi ạ. Thầy cô click vào đi ạ. Nào, chúng ta sẽ tham gia chơi nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia chơi ạ. Nào thầy cô hãy click vào. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia chơi. Rồi, những thầy cô nào đã chơi được ạ? Rồi. Rất nhiều thầy cô đã hoàn thành được đúng không ạ? Những thầy cô nào trả lời được đúng hết là được xếp xếp hạng đầu ạ. Rồi, thầy Hoàng Vương, cô Hồng. À rồi. Cảm ơn cô, chắc là chỗ đó nó lỗi đánh máy đấy. Nha, sửa lại là được. Thank you cô.
Thầy cô đã thấy được chưa ạ? Những thầy cô nào đã à đây. Thầy cô nào đã chơi được và đã chơi được cái trò chơi này thì cô comment số 1 đi ạ. Thầy cô nào đã chơi thì cô comment số 1 đi ạ. Rồi rất nhiều các thầy cô. Hoàng Hân, Minh Phương, Hảo Hảo, nhiều thầy cô đều chơi được đúng không ạ? Rồi. Thầy cô có thấy là nếu chúng ta cho học sinh của mình chơi cái trò chơi này khi thầy cô dạy học thì các em có thích không ạ? Thầy cô có thể design những cái trò chơi này mà cho học sinh chơi có thích không ạ? Mà nó rất là pro đúng không? Đúng rồi. Đấy. Một số thầy cô thì cũng đã được biết đến cái phần này, nhưng cũng có thầy cô thì chưa biết. À, những thầy cô biết thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà những thầy cô nào chưa biết thì hôm nay chúng ta sẽ được biết. Thầy cô có muốn thầy Thành hướng dẫn để thầy cô có thể design được cái trò chơi theo cái ý muốn của mình không ạ? Bao nhiêu thầy cô mong muốn được hướng dẫn là thầy cô comment đi ạ. Thầy cô comment là tôi muốn được hướng dẫn đi ạ. Rồi, thầy cô comment là tôi muốn được hướng dẫn thiết kế trò chơi ạ. Ok, rồi nha, rất nhiều thầy cô muốn được hướng dẫn thì thầy Thành hướng dẫn thôi. Rất đơn giản. Đây. Thầy cô sẽ làm như này. Đầu tiên, thầy cô sẽ vào cái trang chủ của nó là qz.com nha. Thầy cô sẽ vào thầy Thành hướng dẫn thầy cô viết lại nhá. Thầy cô viết lại. Thầy Thành hướng dẫn thầy cô viết lại này. Bước 1. Thầy cô viết lại bước 1 chúng ta sẽ vào cái trang chủ là cái trang là qz.com. Nhá. Là qz.com được. Thôi đọc thầy Thành đọc ok. Được chưa ạ? Đây thầy Thành gửi lên trên này cho thầy cô này. Đấy, thầy Thành viết vào trong này vậy. Đây nha. Thiết kế trò chơi à, online. Đấy. Thầy cô viết đi ạ. Bước 1 truy cập trang web này này. Đấy. HTTPS 2 chấm gạch chéo quizit.com. Thầy Thành có gửi trên đấy nhá. Thầy cô để viết vào. Đây là bước 1. Rồi, xong bước 1. Đến bước 2. Bước 2 thầy cô sẽ tạo cho mình một cái sẽ sinh nhập nữa nha. Sẽ tạo một tài khoản. Bước 2 là tạo một cái tài khoản. Đấy, tạo một tài khoản nhá.
Thì thầy cô vào đây nhìn này. Ở cái này nó hay ở chỗ là chúng ta có thể tạo tài khoản liên kết với cái chính cái địa chỉ Gmail của thầy cô luôn. Đấy. Đây thầy cô vào đây. Đấy nha. Thầy cô sẽ đăng nhập bằng cái địa chỉ Gmail của mình. Bây giờ thầy cô kích vào đây. Sign with Google. Thầy cô sẽ đăng nhập bằng cái địa chỉ Gmail. Đăng nhập bằng địa chỉ Gmail. Đấy nha. Đấy, thầy cô đăng nhập này. Sign in Google này. Thầy cô đăng nhập thôi. Thầy cô tùy theo thầy cô đăng nhập cái tài khoản nào cũng được. À đây nếu điện thoại của các thầy cô hay là Gmail của thầy cô mà đây có bảo vệ hai lớp, đây là của thầy Thành là có bảo vệ hai lớp cho nên là người ta sẽ có bảo vệ này. Bạn có muốn Oppo F11 không? Đấy. Xác minh, ấn nút có. Thì chúng ta sẽ phải xác minh vì điện thoại của thầy Thành ấy, tài khoản thầy Thành là có mật khẩu hai lớp. Thầy cô sẽ chọn số xong nhá. Còn nếu không có mật khẩu hai lớp thì thầy cô chỉ việc đăng ký là xong thôi. Xong bước 2. Đấy là xong cái phần đăng ký đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta đến bước 3. Bước 3 là chúng ta sẽ tạo cái bài tập hay là tạo trò chơi được, tạo trò chơi. Trò chơi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào này, chúng ta khám phá ở trong này một chút này. Ở trong này á thì nó có trang chủ, nó có các cái hoạt động hoặc là có một số các phần của người khác đã thiết kế ở đây. Thầy cô có thể vào đây thì nó có setting, có cài đặt. Đấy, khi đã đặt cái này là tài khoản thì Thành đã đăng nhập từ trước rồi. Đấy. Cài đặt vân vân. Thì thầy cô phải nhớ này, thầy Thành làm lại nhá, chúng ta vào cái phần góc bên phải này, thầy cô ghi vào đi ạ. Thì chúng ta có setting để cài đặt thôi. Đây nó có background music này, có cài đặt âm nhạc này, có những cái câu trả lời đúng thì có âm thanh này, đấy vân vân, nó có một vài cái cài đặt nên thầy cô bật nó lên được chưa ạ. Thầy cô cũng có thể là thay đổi mật khẩu hoặc là xóa tài khoản thôi, chứ không cần quan tâm lắm. Vậy thì cô trở lại bên ngoài đi. Được rồi, lát nữa thầy Thành sẽ gửi lại cái ấy đấy nha, gửi lại cái bản Word đó. Thì bây giờ thầy cô cần tạo một cái trò chơi đúng không ạ? Thì thầy cô sẽ vào đây. Thôi thầy Thành show lại cho thầy cô cái bài lúc nãy mà thầy Thành làm cho thầy cô này. Đây thầy cô nhìn thấy không ạ? Toán tư duy này, 2021 này. Thầy cô kích chuột vào đây. Đây thầy cô vào đây. Thầy cô vào chỗ
create a quiz. Đấy. Thầy cô sẽ vào đây. Đây việc thầy hướng dẫn này. Tạo trò chơi này. Thì ta có là thứ nhất là thầy cô sẽ có click vào create a quiz. Đây. Đấy nha. Create a quiz. Ở trên cái góc phải của trên màn hình này này. Đấy. Sau khi mình tạo xong rồi thì cô thấy không ạ? Tạo này. Đấy, ở trong này thầy cô phải đặt tên cho nó. Ví dụ như là thầy Thành đặt là toán tư duy lớp 3. Toán tư duy lớp 3. Đúng không ạ? Thầy cô chọn này. Cái số 2 ấy, người ta yêu cầu chúng ta chọn chủ đề nó có toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, vân vân, khoa học, máy tính, rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ như thầy Hải làm về tiếng Anh thì có thể chọn tiếng Anh. Hoặc là có thầy cô khác mà chọn về chủ đề khoa học thì cô chọn science này. Bây giờ thầy Thành chọn mathematics, chọn next. Đây, tất cả các câu hỏi nó có nhiều loại này, có multi choice này là nhiều lựa chọn, ABCD ấy, checkbook này, tức là những cái câu hỏi mà tích 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 ấy. Đấy, rồi thì điền vào chỗ trống này. Vân vân, rất nhiều các phần này. Bây giờ ta chọn multi choice. Thì đây, và từng câu hỏi một, có câu hỏi số 1 thì lúc nãy chúng ta đã thiết kế ở kia. Ví dụ như là thôi việc thầy Thành làm đơn giản thôi, rồi làm cái nào được. Ví dụ như là một bài toán về cái bắt tay chẳng hạn. Bây giờ có 4 người. Có 5 người đi. Có 5 người bắt tay lẫn nhau. Một lượt. Chấm. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay. Đấy, thầy Thành ví dụ này. Vâng, nó free thôi thầy ạ. Ta dùng free được nha. Thì ở đây đấy là câu câu hỏi thì thầy cô câu trả lời một ví dụ như là 5 cái bắt tay. Câu trả lời 2 là 7 cái bắt tay. Rồi, câu hỏi 3 là 8 cái bắt tay. Câu hỏi 4 là 10 cái bắt tay. Được chưa ạ? Thầy cô chọn đáp án là 10 thì cô click vào đây. Tiếp theo này. Thì thầy cô thấy nếu để này thì cũng được rồi, nhưng mà thầy cho ta cho thêm cái hình ảnh thì nó sẽ đẹp hơn. Thầy cô kích vào cái phần chỗ này này, chỗ câu hỏi ấy. Write your question here. Chỗ này thầy cô sẽ chọn math là công thức toán. Nếu thầy cô nó là cho công thức toán thì cái này dành cho cấp 3, cấp 2 thì cấp 3 thì các em mới cần dùng thôi, còn tiểu học mình thì không cần. Thầy cô có thể cho audio hoặc là video, như chúng ta cho email, cho cái hình ảnh này vào. Thầy cô chọn đây. Sau đó thầy cô sẽ chọn cái phần, thầy cô chuẩn bị sẵn hình ảnh hoặc là tải trên mạng xuống là được nha. Hình ảnh sơ đồ tư duy đây, bài toán bắt tay. Đăng. Như vậy là thầy cô đã thấy có xong câu hỏi rồi đúng không ạ? Xong ấn nút save vào. Đấy. Thì bây giờ thầy Thành chụp lại cái phần này cho thầy cô. Chọn đây này. Tiếp theo 2 là thầy cô sẽ chọn loại câu hỏi. Câu hỏi này có thể là nhiều lựa chọn. Câu hỏi dạng đúng sai.
câu hỏi dạng điền khuyết rồi vân vân, thì nó có tất ở đây nhá. Tiếp theo đến phần 3, thầy cô sẽ tạo câu hỏi. Đấy, việc tạo câu hỏi thầy cô cho hình ảnh, thầy cô chèn hình ảnh, chèn hình ảnh, chọn đáp án, án đúng ở cái bên trái, cái hộp tích bên trái câu trả lời. Đấy, thầy thành ví dụ đấy nhá. Sau đó thầy cô đến phần tiếp theo, thầy cô sẽ ấn nút save vào. 4 là thầy cô sẽ save vào. Đây, ấn nút save đây. Nhưng mà thầy cô sẽ chọn thêm thời gian cho nó nhé. Đây này, thầy cô có thể chọn thêm thời gian. Ở đây nó có 15 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Tùy thầy cô, thầy cô chọn cái nào cũng được. Thầy Thành để 30 giây chẳng hạn. Thầy cô sẽ căn cho học sinh của mình xem là cái giờ nào để các em nó làm phù hợp. Thầy Thành vẽ đây. Đây, chọn thời gian này, chọn đáp án này, chọn xây này, đây số 1 này, số 2 này, số 3 này, đó, lưu ở đây. Xong câu 1 rồi thì chúng ta chuyển sang câu 2. Lại làm như thế, lại vào multi choice hoặc là checkbox. Checkbox là đúng sai đấy ạ. Đấy, multi choice ta lại chọn tiếp. Đấy. Thầy cô đã hiểu ý tưởng chưa ạ? Thầy cô đã hiểu ý tưởng chưa ạ? Những thầy cô nào đã hiểu về cách làm ạ? Thầy cô lại chọn tiếp. Thầy Thành ví dụ như là thầy chọn đơn giản thôi. Thầy cô lớp 1 thầy cô chỉ việc là việc cho 5 cộng 3 bằng bao nhiêu đó, thông qua các đáp án là đây là 5 6 8 10. Đấy, thầy cô kích vào đây. Chọn thời gian ví dụ như là để 10 giây chẳng hạn. Chọn save vào. Rồi. Ok. Được không thầy cô? Bao nhiêu thầy cô đã hiểu cách làm ạ? Thầy cô hiểu cách làm, thầy cô comment là đã hiểu cách làm đi ạ. Rồi, quan trọng là chúng ta hiểu hiểu ý tưởng thôi nhá. Còn thầy cô có thể thiết kế nó còn đẹp hơn thế rất nhiều. Đúng không ạ? Còn hình ảnh thì cô có thể tải về, thầy cô có thể copy trên mạng, hoặc thầy cô tự thiết kế ra cái hình ảnh. Hình ảnh thì đấy, tóm lại là về ý tưởng như thế nhá. Thầy cô có thấy phần này thú vị không ạ? Thầy cô thấy phần này dùng được không ạ? Việc dạy online công cụ nó có sẵn, học sinh đều có máy tính thì học sinh sẽ được làm, thì học sinh sẽ được tham gia. Vậy như thế thầy thấy có hữu ích và tiện dụng không? Ba thầy cô thấy là hôm nay chúng ta đã dành một cái thời gian của ngày cuối tuần để tham gia một cái buổi học này, và thầy cô thấy là thầy cô đã nhận được rất nhiều giá trị, thì cô comment đi ạ. Nhưng thầy cô nào đã thấy là mình đã nhận được rất là nhiều giá trị từ cái buổi học này, từ ban tổ chức và từ thầy Thành, thì cô comment là tôi đã nhận được rất nhiều giá trị đi ạ.
Rồi, tôi đã nhiều thứ hay quá thầy ạ. Tôi đã nhận được rất nhiều giá trị. Tôi đã nhận được rất nhiều giá trị từ thầy Thành. Tôi đã nhận được rất nhiều giá trị từ buổi học này, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đúng rồi, vì đơn giản là thầy cô là những con người đón nhận cừ khôi và thầy cô cũng là những người cho đi rộng lượng đó nha. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta cho đi rộng lượng, chúng ta sẽ đón nhận được những cái điều tuyệt vời. Và chúng ta cũng phải học cách cho đi. Học cách cho đi đã là khó, nhưng học cách đón nhận còn khó hơn đấy. Bao nhiêu thầy cô thấy là học cách đón nhận cũng rất là khó ạ. Lát nữa thầy Thành sẽ chỉ cho chúng ta thấy được là học cách đón nhận không hề dễ. Có một cái quy luật của vũ trụ này. Chúng ta phải học cách đón nhận. Khi chúng ta đón nhận càng giỏi thì vũ trụ sẽ đem đến cho chúng ta càng nhiều điều tuyệt vời. Còn nếu chúng ta không biết cách đón nhận ấy, thì vũ trụ sẽ không đem đến cho chúng ta điều gì đâu. Như thế này, thầy cô có thấy không ạ? Khi mà ai đó mà đem đến cho chúng ta một điều gì đó mà chúng ta lại không nhận thì điều gì xảy ra? Thì cái người đem cho nó có còn muốn đem tặng cho chúng ta nữa không ạ? À, họ sẽ không muốn đem tặng cho chúng ta đâu ạ. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta đang làm thế nào ạ? Chúng ta đang do cái này do ta cài đặt ở trong quá khứ rồi, trong tiềm thức rồi. Ví dụ như là chúng ta thấy là nhiều khi ví dụ như là chúng ta được ai đó bạn bè dành tặng cho chúng ta một cái món quà một cái gì đó thì chúng ta ui thôi thôi cái này nhà có rồi. Thế thậm chí là người ta cho người ta đâu có biết là chúng ta có đâu, nhưng người ta cho là với một cái tấm lòng. Thì thôi này, cái này cầm về đi. Đấy, có một câu chuyện là này này. Có một cái người bạn đấy thì họ rất là quý quý người bạn kia. Thì đến ngày sinh nhật đó, bởi vì họ muốn dành cho đây là hai hai người bạn bạn gái với nhau. Thì họ muốn dành cho một người bạn kia một cái món quà. Hai người là rất là thân đấy, bởi vì thân cho nên là cái cô bạn này này, cô bạn A này, cô mới muốn dành cho cô bạn B một cái món sự bất ngờ. Thì cô ấy dành 3 ngày thì cô ạ, 3 ngày để cô ấy đi vào hết cửa hàng sách, cửa hàng các cái cửa hàng văn phòng phẩm để cô chọn được một món quà. Và cô chọn món quà rất là đẹp. Đó. Sau đó cô gói một cái thùng. Thế khi mà mang đến tặng cho cái cô B kia thì cô B nói thế nào? Ô, mày sao đấy? Tao mày là bạn chỗ nghĩ nào phải 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 tặng quà. Đại loại như thế. Và cái cô B cô nhất định là cô không nhận bởi vì cô B thấy là gì ạ? Cô B thấy là bạn bè với nhau vì gì phải khách sáo đúng không ạ? Thế rồi họ đẩy qua đẩy lại và cuối cùng cô B vẫn không nhận. Và theo thì cô lần sau cô A có còn muốn tặng quà cho cô B nữa không ạ? Họ sẽ không tặng quà, đúng không ạ? Hay đơn giản đấy là cái việc cái món quà, cái vật chất nó cụ thể. Nhưng mà chúng ta thấy không ạ? Ở trong cuộc sống này, khi ai đó mà khen chúng ta, như khen cô Nhung có mái tóc đẹp quá thì cô Nhung nói nào? Ui cũng thường nhưng mà có gì đâu. Tại vì là chúng ta ngại, ta xấu hổ ấy, đúng không ạ? Việc khen khen thầy thầy tuyển và thầy tuyển đẹp trai xong mà tôi thấy tôi còn kém lắm đấy, hay là ví dụ như khen cô Hảo Hảo nữa à, cô Hảo giỏi thật đấy, xong rồi cô Hảo lúc ấy ngại hoặc vì trong ta cài đặt trong quá khứ là gì ạ, ui ôi chị thấy chị còn kém lắm, chị còn phải học hỏi các em nhiều, tất đại loại như thế. Thế bây giờ tôi thấy vũ trụ nó thấy là chúng ta không biết cách đón nhận, khi người ta đưa tặng cho lời khen chúng ta thì lập tức là ta vứt bỏ đi hoặc là ta chối bỏ đi. Thế lần sau còn ai đem đến cho chúng ta điều đó không ạ? Rồi. Đặc biệt là ví dụ như là cái đơn giản như là một người khen chúng ta thì cách tốt nhất là gì ạ? Ta chỉ nói là thank you, cảm ơn thôi nhá. Được chưa ạ? Thầy cô có hiểu ý tưởng bài này không ạ? Khi mà họ đón nhận, họ tặng cho chúng ta cứ đón nhận đi. Chứ đừng có vậy lại khen lại. Ví dụ như là họ
Ôi anh đẹp trai thế nhỉ, anh giỏi thế. Ủa, thế xong rồi cảm ơn, em cũng đẹp trai đấy. Thế thì khác gì là nhận cái món quà xong lại đưa lại cho họ. Thế cô hiểu ý tưởng không ạ? Thế là hãy học cách đón nhận. Ví dụ thầy Thành tặng thầy cô cứ vui vẻ đón nhận thôi, đúng không ạ? Hoặc là thầy cô tặng cho ai đó, cứ để cho họ được đón nhận. Và sau này thầy Thành, đây là một cái trong một chương trình đào tạo rất đặc biệt, thầy Thành được học ở trong một cái chương trình gọi là MMI, tức là bí mật tư duy triệu phú. Thì lần đầu tiên là thầy Thành hiểu là phải biết cách đón nhận, mình phải đón nhận được thì sau này mình cũng sẽ biết cách để đi trao tặng. Và thầy cô tuyệt vời này này, khi chúng ta biết cách đón nhận, chúng ta biết cách trao tặng á, thì thầy cô thấy không ạ, đâu đó thầy cô gặp cái người họ ăn xin, bà cụ ăn xin ở trên đường ấy, hoặc là một bà cái họ bán những cái tăm hoặc những cái bó kẹo cao su ấy, thầy cô thấy không ạ, thầy cô chúng ta mua ủng hộ họ hay chúng ta tặng cho họ ấy, thì thực ra ấy chúng ta giúp họ, nhưng mà đây chính là chúng ta đang giúp chính chúng ta đấy ạ. Có một điều vô cùng tuyệt vời, thầy cô thử mà xem. Thầy cô chỉ dành cho cái người ở bên đường họ 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 ăn xin á, các em nhỏ, các cụ già, 5.000 đồng hay là 2.000 đồng thôi, hay là tùy theo thầy cô, thầy Thành không nói một số tiền cụ thể. Nhưng mà họ sẽ cảm ơn thầy cô, họ sẽ biết ơn thầy cô, và trong lòng cái thầy cô ấy nó sẽ có một cái cảm xúc trào dâng, và thầy cô sẽ thấy là mình một cái phong thái vô cùng tuyệt vời. Bao nhiêu thầy cô hiểu điều này ạ? Đó. Nó thầy cô có tiền, thầy cô cũng không mua được cái cảm xúc đó. Thầy cô hiểu không ạ? Vậy thì chúng ta cho đi. Đấy là cách để chúng ta cho đi. Vì sao mà thầy cô thấy không ạ? Thầy Thành liên tục cho đi các thầy cô rất nhiều điều, kiến thức, kỹ năng, thậm chí là cả tiền bạc. Và khi ạ, cái đó là cái cách mà thầy Thành cũng giúp cho thầy Thành phát triển lên. Bao thầy cô hiểu điều này ạ? Đúng rồi nhá. Vậy thì cho chúng ta cũng phải học cách cho đi, chúng ta học cách đón nhận, chúng ta học cách cho đi. Đón nhận ai đó khen chúng ta, ai đó tặng chúng ta cứ vui vẻ đón nhận thôi, và ta không có ấy gì cả. Tất nhiên trong một số trường hợp mà nó có các động cơ A, động cơ B mà ta thấy là nó không phù hợp thì thầy Thành không nói nhá. Ta không nói cái trường hợp ví dụ như là thầy cô ở đây có một số thầy cô đang là cán bộ quản lý này, xong mà có người họ đến với chúng ta, họ tặng tiền tặng các thứ chúng ta với cái động cơ mà lại mình hiểu như là nó không xuất phát từ cái tấm lòng, thì cái đấy thầy cô không, thầy Thành không bàn ở đây nhá. Mình đang bàn ở đây là cái tự nhiên cơ. Thầy cô hiểu điều này không ạ? Được rồi ạ. Rồi, rất cảm ơn thầy cô ạ. Alo, thầy cô nghe rõ không ạ? Thầy cô nghe rõ, thầy cô comment số 1 đi ạ. Rồi, thầy cô có thấy là buổi học này nó rất là thú vị không ạ? Và hôm nay ấy thì cái phần hướng dẫn thầy cô một số cái hỗ trợ thầy cô về dạy học online thì đến đây là nó hết rồi. Đến đây là hoàn thành rồi nhá. Đấy, nghĩa là cái phần online hướng dẫn một số nền tảng, một số các thứ là đến là hoàn thành rồi. Thế còn cái phần tiếp theo là khuyến mại thầy cô rồi. Tặng thêm với thầy cô. Bao thầy cô muốn được thêm phần tiếp theo ạ? Rồi ạ. Phần tiếp theo là dành cho những thầy cô nào mà quan tâm tới các cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế thì thầy cô sẽ ở lại. Còn thầy cô nào mà không quan tâm hoặc là thầy cô không ấy thì thầy cô có thể chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Lý do là cái phần này á là thầy Thành sẽ hướng dẫn cho thầy cô cái một số các cái bí mật liên quan đến
cái chương trình thi toán quốc gia và toán quốc tế. Thì ở đây, trước khi đến với phần này, thì thầy Thành hỏi là lúc nãy có cái cô hỏi là có cách nào để kéo dài cái dạy học Zoom đúng không ạ? Cô nào đấy ạ? Cô nào comment giúp thầy Thành ạ? Không, vừa đang bận. Đúng rồi, lúc nãy có cô nào hỏi về làm thế nào để tài khoản Zoom của thầy có thể dạy được rất là lâu đúng không ạ? Thì cái phần này như thế này. Ở đây thì nó có mấy cái loại mà có thể kéo dài được lâu. Đó là gì? Cái thứ nhất là thầy cô sẽ dùng cái tài khoản của Sở Giáo dục Hà Nội, có cái đuôi là hanoi.edu.vn ấy. Thì họ sẽ được dùng cái tài khoản là không bị giới hạn 40 phút. Tất nhiên là cái đấy thì không mất phí và được Sở Giáo dục Hà Nội cấp. Nhưng mà nó có cái hạn chế là nó vẫn là dạng tài khoản mà là miễn phí, chỉ có là nó bỏ bớt đi cái tính năng là chặn 40 phút thôi. Cho nên là nó sẽ không thể mượt mà được, nó không thể rõ nét được. Các thầy cô có nghe thấy thầy Thành giảng từ nãy giờ nó không hề bị mất mạng không ạ? Mặc dù là có rất là nhiều thầy cô tham gia, cả 70-80 thầy cô, gần 100 thầy cô tham gia, nhưng nó không bị lag, không bị mất mạng không ạ? Thầy cô từ đầu đến cuối giờ đều nghe rõ không ạ? Những thầy cô nào từ đầu đến giờ nghe rõ thì cô comment là nghe rõ đấy ạ. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Bởi vì đó là vì thầy Thành dùng cái tài khoản, đây là tài khoản mà thầy Thành mua của trang chủ zoom.us. Đấy, tuy nhiên thì cái vì ta mua nên ta phải trả một khoản phí. Thì cái phí của nó là nó ta có thể mua theo tháng hoặc là mua theo năm. Phí theo tháng, thầy cô viết xuống đi ạ. Theo tháng thì nó khoảng 15 đô một tháng, tức là nó tầm cỡ khoảng 350.000 đồng ấy, một tháng nhá. Khoảng 350.000 đồng một tháng. Thế nhưng mà thầy Thành trong cái dự án 1.000 chuyên gia toán tiểu học của chúng ta có một cô là cô Hồng. Cô ấy cũng có cái đội nhóm là có gọi là làm đại lý cho cái bên này, và cô Hồng có nói là sẽ được chiết khấu với một cái số tiền nó không nhiều đâu, nhưng nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cũng đỡ một phần nào đó. Alo ạ. À, đây có thầy cô nào có muốn đăng ký tài khoản mà được giảm phí không ạ? Nếu mà thầy cô mà mong muốn được hỗ trợ thì thầy Thành sẽ kết nối đến cho cô Hồng. Đấy nhá. Xin thầy Thành sẽ bật cái âm thanh của cô Hồng lên. Alo cô Hồng ơi. Đây có một số thầy cô là cũng cần được hỗ trợ và được mua với cái phí ưu đãi hơn đấy ạ. Cô Hồng phải bật mic lên được không ạ? À, thầy Thành trước đây thầy Thành cũng có hỏi một số bên nhưng mà họ báo phí khá là cao. Vâng. Họ toàn báo là khoảng độ 500-600.000 thôi. Đấy, nhưng mà vì cô Hồng là trong dự án cũng là những người bạn của chúng ta đây. Cô Hồng có thể chia sẻ với mọi người một chút ạ. Xin mời cô Hồng ạ. Vâng ạ, em chào thầy, chào cả nhà. Mình chào Vũ Tuyển ở trong nhóm chuyên gia tấn tiểu học. Mình có một đội nhóm thì các bạn trong đội nhóm của mình có được chiết khấu về phần Zoom ấy. Thì cái tài khoản của mình đang hiện tại cung cấp cho mọi người là 320.000. Tuy nhiên là với cái lớp mình hiện tại ấy,
của thầy Thành đang tổ chức này, thì cũng muốn là chỉ là chia sẻ với các bạn, thì mình sẽ tính các bạn là giá một cách kịch nhất đó là 300.000 với những bạn mà sẽ kết nối với mình trong ngày hôm nay. Thực ra thì với cái giá này thì mình cũng không có một cái gì gọi là kinh doanh đâu, chỉ là muốn trợ giúp chúng ta để chúng ta có một cái phòng dạy nó được mượt mà như của thầy Thành đang dạy. Và cái và bên mình có một cái đặc điểm nữa là mình sẽ bảo hành với các bạn. Ví dụ các bạn đăng ký vào giờ này ngày này thì đúng giờ này ngày này của 30 ngày sau thì tài khoản mới hết. Và đảm bảo với các bạn là lỡ một đổi một, có nghĩa là có trục trặc gì thì mình sẽ xử lý giúp các bạn. Còn nếu có thể là các bạn mua đăng ký ở một số nơi ấy, thì người ta cũng sẽ không có bảo hành. Bạn của mình cũng đã từng mua rồi, cũng rẻ lắm, 150, 200, rất là nhiều giá. Thế nhưng mà khi có một cái lỗi gì đấy thì người ta không bảo hành và người ta có thể là đổ lỗi cho việc này việc kia, thì mình cái người trong nghề người ta mới biết. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn cân nhắc, nếu có đăng ký mua thì mình sẽ chọn một chỗ nào đó uy tín và có bảo hành thì các bạn sẽ không bị có vấn đề gì đấy, là có người xử lý cho các bạn nhé. Vâng, anh chào thầy ạ. Cô Hồng ơi, cô Hồng đọc cho thầy Thành cái số điện thoại của Hồng, thầy Thành đưa đây cho thầy cô được kết nối cho dễ. Vâng ạ. Cô đọc đi ạ. Vâng, số của em là 038 ạ. Rồi ạ. 038 ạ, 968 ạ. 968 rồi ạ. 0366 ạ. 0366. Thầy đọc lại nhá, không số của Hồng này, 038. Vâng. 968-0366 được chưa ạ? 968 ạ. Rồi đây. Vâng ạ. Thầy cô nhá, thầy Thành chia sẻ lại cái số điện thoại này để thầy cô lưu lại. Biết đâu là ai đó trong số chúng ta mà có cần dùng đến. Có cần dùng đến nhá. Thì thầy cô cũng được được mua với cái giá ưu đãi của những cái thầy cô là bạn bè của mình, là đồng nghiệp của mình. Cô Hồng là một trong những cô giáo mà có một cái tinh thần học tập rất là tuyệt vời thầy cô ạ. Cô ấy cũng có, ngoài ra cô cũng dạy cho rất nhiều học sinh, thậm chí là cô còn dạy cả tổ chức cả cái chương trình học tiếng Anh cho trẻ em, rất là tâm huyết đấy ạ. Đây thầy cô viết số điện thoại của Hồng ạ. 0389 680 366. Đúng chưa cô Hồng? Số điện thoại đúng chưa? Vâng ạ, vâng ạ. Rồi nha. 0389680366. Rồi. Ok. Thầy cô sẽ lưu lại nhá, thầy cô sẽ kết nối với cô Hồng sau nhá. Đó, thầy Thành kết nối với thầy cô như vậy ạ. Rồi, cảm ơn cô Hồng. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thầy cô thấy không ạ, khi mà chúng ta được tham gia vào cộng đồng những con người tài năng, cộng đồng những con người tâm huyết, thì chúng ta cũng sẽ dễ để có được những cái điều cũng rất là tuyệt vời. Vậy như thầy Thành thấy không ạ, ví dụ như cũng cùng là chúng ta đi về mua một cái sản phẩm nào đó, thì cũng không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được người người quen đúng không ạ, ta mua những người lạ trên mạng. Thế thì gì ạ? Chúng ta mua nhưng mà chúng ta không có rõ rõ về họ lắm. Thế còn nếu chúng ta được ở trong một cái cộng đồng ấy, thì chính những họ là những người bạn chúng ta, họ sẽ giúp đỡ chúng ta, họ hỗ trợ chúng ta. Thậm chí thấy không ạ, thầy cô thấy không ạ, nếu mà chúng ta mua như vậy là đã được rẻ hơn giá của chính trang chủ họ bán rồi, như vậy là chúng ta đã được lợi rồi đúng không thầy cô? Được rồi ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho cộng đồng chuyên gia 1.000 chuyên gia toán tiểu học. Cảm ơn các thầy cô ạ. Thầy cô đang cùng chung tay xây dựng một cái cộng đồng để giúp cho giáo dục Việt Nam ngày càng tốt hơn. Đó là điều rất tuyệt vời ạ. Tiếp theo ạ. Đây, thầy Thành muốn giới thiệu cho thầy cô
cái chương trình, một chương trình toán. Thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô có nhìn thấy thầy Thành đẹp trai đang đứng trước cái hội đồng thi đấy không ạ? Thầy cô nhìn rõ thầy Thành đẹp trai thì cô comment đi ạ. Đúng rồi. Đây, đây chính là cái ngày 30 tháng 8 là cái dịp mà thầy Thành cũng vừa mới dạy dạy xong cái dự án, đang dạy cái dự án 1.000 chuyên gia toán tiểu học đợt 1 đấy ạ. Thì là thầy Thành có đưa học sinh, đoàn học sinh của mình đi tham gia cái chương trình đó. Chương trình thi, đây là chương trình thi toán Singapore và châu Á, một trong những cái kỳ thi phải nói là uy tín nhất hiện nay. Đấy nhá. Vậy thì thầy cô có thấy không ạ? Thầy cô có muốn là mình cũng được đến cái chương trình này không ạ? Mình có muốn được đến với các cái chương trình mà toán học đỉnh cao để giúp cho học trò của mình xuất sắc hơn không ạ? Và giúp cho chính bản thân của mình cũng giỏi hơn không ạ? Được rồi ạ. Khi chỉ cần các thầy cô muốn thì thầy cô sẽ đạt được ạ. Đấy, đây. Đây, thầy cô thấy không ạ? Còn đây là gì ạ? Thầy cô nhìn rõ không ạ? Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Đấy. Các huy chương này, các tấm huy chương này. Đấy. Đấy, huy chương nhá. Huy chương vàng, huy chương đấy, các tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Đấy. Một số các học sinh thì đã lấy rồi, còn đây là họ gửi về cho thầy Thành. Các cái phần còn lại đây. Huy chương vàng châu Á nhá. Tại sao thầy Thành lại chia sẻ với cô những hình ảnh này ạ? Tại sao thầy Thành lại chia sẻ với cô hình ảnh này ạ? Cái này thực tế thì cũng không phải để khoe các thầy cô đâu, mà muốn nói với thầy cô là gì ạ? Đầu tiên là để truyền cho thầy cô những cái cảm hứng, cái cảm xúc, và cũng là để giới thiệu thầy cô những cái kỳ thi, những cái chương trình toán học đỉnh cao về toán tư duy trên thế giới, để cho chúng ta được được biết, được tiếp cận, và thầy cô cũng sẽ có một ngày thì cô sẽ đạt được cái điều đó. Và thứ hai, thầy Thành muốn nói với thầy cô á, là thầy Thành làm được, thầy Thành nói những cái điều mà thầy Thành đã làm, chứ không chỉ nói ở trong cái kiến thức của sách vở. Đấy, những cái kiến thức thực tế, những cái thực tế mà thầy Thành đã làm. Đấy nhá. Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Ba thầy cô thấy những cái tấm huy chương đó rất là đẹp, rất là tuyệt vời, thầy cô comment ạ. Thầy cô thấy là thầy Thành xứng đáng với một tràng pháo tay tán thưởng của thầy cô không ạ? Thầy cô đồng ý hãy dành cho thầy Thành một tràng pháo tay ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn rất nhiều. Đó nha. Tiếp theo. Đúng rồi. Thầy Hoàng Vương, cảm ơn thầy Thành đã mang toán Titan đến cho học sinh Lê Văn Tám và đã đạt huy chương vàng. Rồi, rất tuyệt vời ạ. Thầy Vương vừa rồi có học sinh có đạt huy chương không ạ? Thầy Vương comment đi ạ. Đấy, một huy chương vàng và một huy chương đồng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy nha. Đây là thầy cô nhìn thấy không ạ? Đây là kỳ thi toán Olympic toán Titan vừa mới xong, vừa mới kết thúc xong. Còn đây là số lượng các cái huy chương mà của các em học sinh
của các thầy cô giáo mà thầy Thành hướng dẫn, hỗ trợ đấy và đào tạo. Thầy cô nhìn thấy nhiều không ạ? Vàng, bạc, đồng này, rất là nhiều, rất là nhiều. Thầy cô nhìn rõ không ạ? Đúng rồi. Thầy cô có muốn là học sinh của mình cũng một ngày nào đó cũng có tên trên bảng vàng thành tích như vậy không ạ? Đó, đấy là cái chương trình trong các cái chương trình toán thi quốc gia, quốc tế rất là đỉnh cao. Thì toán sắc mô ấy nó sẽ tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Tổ chức tháng 4 hàng năm nhé. Ở đây thì thầy Thành sẽ bật micro lên. Bật micro lên để chúng ta thấy con người thật, việc thật. Ok, người đầu tiên thầy cô hãy dành cho thầy thầy Đinh Văn Hải ạ. Thầy Đinh Văn Hải một tràng pháo tay ạ. Xin mời thầy Đinh Văn Hải ạ. Vâng, rồi. Xin chào các thầy cô ạ. Giới thiệu thầy cô, thầy Đinh Văn Hải cũng là một chuyên gia giáo dục. Thầy sở hữu một chuỗi hệ thống trường mầm non Tomokid. Và vừa rồi thầy cũng trực tiếp là phụ trách cho trường tiểu học Mặt Trời Mới lần đầu tiên tham dự chương trình toán quốc gia Olympic toán Titan và đã có 2 huy chương đồng. Chúng ta hãy dành cho thầy Đinh Văn Hải một tràng pháo tay ạ. Vâng, dạ, xin chào các thầy cô, rất là giao lưu cùng thầy cô. Thầy Hải giao lưu một chút với thầy cô ạ. Sự hướng dẫn của thầy Thành nên cũng đạt được chút xíu thành tích cho các con ạ. Thầy Hải ơi, thầy Hải, cái lúc mà thầy Hải cho học sinh đi thi, thầy Hải có nghĩ là nó sẽ có kết quả không ạ? Đã nghĩ là đã có kết quả không ngay lần đầu không ạ? Thực sự với chỗ thầy Thành thì là các bạn lớp 2 năm nay của chỗ trường tiểu học New Sun của mình ấy, thì năm lớp 1 các con đã bị dịch. Các con sang lớp thì 2 là tức là sau Tết giống như năm nay này. Gần như các con bị quên hết kiến thức của học kỳ 1 thì dạy lại từ đầu. Và đầu năm lớp 2 các con, các thầy cô cũng rất là vất vả để ôn luyện cho các con. Nên thực sự ra thầy Thành và động viên thì đi để thi để biết thôi. Không ai trong thầy cô là nghĩ rằng là các con lại đạt được những thành tích như vậy. Nên là khi đạt được thành tích thì tất cả thầy trò và bố mẹ đều rất là vui ạ. Thật là tuyệt vời ạ. Chúc mừng thầy Hải, chúc mừng các con học sinh trường tiểu học New Sun. Chúng ta hãy dành cho thầy Hải một tràng pháo tay ạ. Đây ạ. Rồi, cảm ơn thầy Hải ạ. Người thứ hai đây hôm nay cũng rất là ngẫu nhiên đây, xin mời thầy Hoàng Vương ạ. Thầy Hoàng Vương là thầy một thầy giáo ở tỉnh Tuyên Quang, ở trường Lê Văn Tám, là trường mà thầy Thành có đào tạo tập huấn cho các thầy cô ở trường Lê Văn Tám. Và thầy Hoàng Vương ngay năm đầu tiên được tiếp cận với chương trình toán quốc gia quốc tế đã có một kết quả rất tuyệt vời. Thầy Hoàng Vương giới thiệu với các thầy cô một chút đi ạ. Em xin chào thầy Thành ạ. Chào tất cả các thầy cô ạ. Em giới thiệu, em tên là Hoàng Quốc Vương ạ. Là một giáo viên trẻ ở miền núi. Đó là trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ạ. Thế thì trước tiên em xin cảm ơn thầy Thành đã mang toán Titan đến cho các em học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám và đã gặt hái được cái thành công ngoài mong đợi. Lúc đầu chỉ nghĩ là đi thi để giao lưu, cọ sát, học hỏi, nhưng mà không ngờ các em đã đạt được những thành tích là hơn cả mong đợi. Đó là khối năm thì có 7 học sinh đi thi thì có 2 học sinh đạt huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và huy chương đồng, và còn các khối 4, 3, 2 cũng gặt hái rất nhiều thành công. Và tổng trường đã thi được là 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Vâng, thật rồi. Chúng ta hãy dành cho thầy Hoàng Vương và trường Lê Văn Tám một tràng pháo tay ạ. Xin mời thầy Hoàng Vương. Thầy Hoàng Vương ơi. Dạ vâng, chào cô ạ. Tuyên Quang là quê mình đấy. À đây ạ. Cô ở đâu ạ? Mình ở Phan Thiết, mình học cùng sư phạm với bạn Hường ấy, Ngô Hường ấy. Cô là cô Hồng trước dạy cũng dạy Lê Văn Tám đúng không ạ? Không, mình dạy trước, mình dạy Na Hang thôi, mình không dạy Lê Văn Tám. À vâng, rất tuyệt vời ạ. Vâng, thế thì có gì thì được giao lưu, được trao đổi, học hỏi với cô nhiều hơn ạ. Vâng, rất cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn thầy Vương.
Một lần nữa chúc mừng các thầy cô, chúc mừng thầy Vương, chúc mừng trường Lê Văn Tám. Ngoài ra thì học sinh ở trường Newton mà thầy Thành đang là trợ lý hiệu trưởng cũng có rất nhiều thành tích. Đấy, có thầy Hải, các thầy cô đều biết. Đấy, tại sao mà thầy Thành lại muốn giới thiệu cho thầy cô một số các thầy cô vừa rồi? Bởi vì thầy cô thấy không ạ? Thầy Thành, nếu thầy Thành dạy cho học sinh của thầy Thành đi thi được giải thì nó là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà thầy Thành hướng dẫn cho các thầy cô, hướng dẫn cho các thầy cô mà thậm chí là các thầy cô ở cả miền miền núi mà cho học sinh đi thi mà vẫn đạt giải, thì thầy cô thấy đỉnh cao không ạ? Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Đúng rồi ạ. Nào, thầy cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu thầy cô mong muốn là một ngày nào đó học sinh của các thầy cô cũng có tên trên bảng vàng thành tích kỳ thi quốc gia và quốc tế. Thầy cô comment ạ. Thầy cô comment là tôi muốn có học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia quốc tế. Thầy cô comment đi ạ. Mình phải muốn thì mới được ạ. Đúng rồi. Tôi muốn có học sinh đạt giải quốc gia. Tôi muốn có học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia quốc tế. Đúng rồi. Rất tuyệt vời ạ. Thầy cô phải muốn nhá, và những cái gì mà có trong đầu thì mới có trong tay. Thầy cô phải nói ra. Thầy cô cần phải nói ra, thầy cô cần phải viết xuống. Thầy cô hãy ghi câu này vào đi ạ. Cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay. Còn nếu mà trong đầu mình mà không muốn có thì vũ trụ sẽ không thể mang đến cho chúng ta. Thầy cô cứ viết xuống đi ạ. Đúng rồi. À đây này có cô Vũ Thị Thảo. Cô Vũ Thị Thảo cũng là một trong những thầy cô mà được thầy Thành huấn luyện đào tạo. À, cũng có học sinh đạt giải trong kỳ thi được cả huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng trong kỳ thi vừa rồi. Đấy nha. Nên là thầy cô phải muốn, muốn thì mới có được ạ. À, hôm nay thì thầy Thành muốn giới thiệu với thầy cô một cái chương trình đào tạo. Một chương trình đào tạo rất là đặc biệt để giúp cho các thầy cô có phương pháp. Bởi vì thầy cô thấy không ạ? Thầy cô ở đây ngoài cái việc là thầy Thành biết là nhiều thầy cô rất giỏi về giải toán. Nhưng mà để có một cái chiến lược cho học sinh đi thi ấy, thì có lẽ là mình chưa được huấn luyện cho chưa biết cách. Đấy, hôm nay thầy Thành muốn giới thiệu thầy cô một cái chương trình đào tạo toán gia tốc. Đấy, thầy cô muốn tham gia chương trình này ạ. Thì đầu tiên là thầy cô phải dành được thời gian là 3 buổi 3 ngày, 3 buổi tối liên tục. Đây chương trình. Bao nhiêu thầy cô muốn được giới thiệu về chương trình đào tạo toán gia tốc này ạ? Thầy cô comment đi ạ. Tôi muốn được giới thiệu về chương trình đào tạo toán gia tốc ạ. Thầy Thành sẽ hướng dẫn có một cái chương trình đào tạo toán gia tốc 3 ngày liên tục về bí mật bồi dưỡng học sinh giỏi toán Titan và Sắc Mô. Thầy Thành sẽ giới thiệu với thầy cô. Ở đây là một chương trình mà thầy Thành rất là tâm huyết, đấy, muốn gửi đến cho các thầy cô. Đấy, nhưng mà điều kiện để có thể tham gia được đó là thầy cô sẽ phải dành cái thời gian, đấy, thời gian là 3 ngày để được huấn luyện
để được hướng dẫn lập kế hoạch. Và đặc biệt ấy, thì cái thời gian, đây thời gian thầy cô viết thời gian này vào đi ạ. Thời gian là từ 19 ngày 19 ngày 20 21 tháng 2 năm 2021. Thầy cô hãy comment cái thời gian này xuống đi ạ. Nó vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đấy, 3 buổi tối thì anh sẽ đào tạo cho thầy cô, hướng dẫn cho thầy cô lập kế hoạch và sẽ đưa các thầy cô vào một cái ekip, một cái nhóm để cùng nhau hoạt động, hỗ trợ lẫn nhau và để lập một cái kế hoạch để giúp cho thầy cô có thể dễ dàng đạt được trong các cái kỳ thi toán quốc gia và quốc tế. Tất nhiên là thầy cô phải hành động đó. Thì đấy là cái thời gian để tham dự chương trình. Vậy thì quyền lợi các thầy cô nhận được là gì ạ? Quyền lợi thầy cô nhận được đó là thầy cô sẽ được tham gia vào, ngoài cái chương trình 3 ngày đào tạo với các cái phương pháp học tập gia tốc, cũng như là cái cách để thầy cô lên một cái chiến lược để có một cái kế hoạch tốt cho học sinh của mình, thì thầy cô còn được gì ạ? Tham dự một cái cộng đồng các cái chuyên gia cùng nhau hỗ trợ, trao đổi. Thầy cô sẽ được hỗ trợ về cái việc là, ở đây nhiều thầy cô là chưa bao giờ đăng ký hoặc là chưa giờ có học sinh đi thi, đúng không ạ? Những thầy cô nào đã từng có học sinh đi thi ạ, thầy cô comment số 1 ạ, thi toán sắc mô ạ. Còn những thầy cô nào mà chưa bao giờ có học sinh đi thi toán sắc mô thì cô comment số 2 ạ, để thầy Thành nhìn xem nào. Đúng rồi ạ. Như vậy là kể cả ngay cái việc mà thầy cô còn chưa rồi có học sinh đi thi thì cái nó sẽ thấy là sẽ có nhiều cái việc phải làm, kể cả đơn giản như là việc đăng ký, việc gửi thông tin, thì tất cả những cái thứ đó ấy, thì sẽ được trong đội nhóm sẽ hỗ trợ cho các thầy cô để giúp cho các thầy cô làm việc nó dễ dàng hơn, mình không phải đi mò mẫm, không phải lọ mọ từ lịch trình, thời gian, rồi thì kế hoạch, thầy cô sẽ được hỗ trợ để thông báo đến một cách nhanh và kịp thời nhất. Tiếp nữa, thầy cô sẽ được thầy Thành hỗ trợ bằng cách là gì ạ? Được ban tổ chức sẽ tặng cho thầy cô tài liệu. Ấy, cái này, phần này là hai phần hay này. Một cái tài liệu ôn tập đầy đủ đấy, để thầy cô có sẵn nguồn, chứ thầy cô không phải đi tìm trên mạng. Nhiều khi là thầy cô cứ search trên mạng, đi tìm trên mạng, cuối cùng là tài liệu nó không rõ ràng hoặc là nó cắt ghép, dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là các thầy cô làm nó bị khó khăn. Còn thầy Thành đã có chuẩn bị sẵn cả tài liệu, thầy cô chỉ việc là in ấn để cho học sinh của mình làm. Như vậy thầy cô thấy nó có dễ dàng không ạ? Thầy cô thấy như vậy đã thấy dễ hình dung hơn chưa ạ? Thầy cô đã thấy là nó được rõ ràng cái con đường của mình chưa ạ? Được rồi ạ. Thầy cô sẽ hỏi về cái học phí, đúng không ạ? Tất nhiên là một cái chương trình đào tạo đỉnh cao như vậy thì cái phí của nó cũng không hề rẻ, nó cũng không hề rẻ. Học phí của cái chương trình này á, đó là 2 triệu đồng các thầy cô ạ. 2 triệu đồng để thầy cô được đào tạo cái khóa học gia tốc khoảng 3 ngày, và thầy cô sẽ có khoảng 3 buổi nữa để được hỗ trợ, để được làm việc đội nhóm. Đấy, được hỗ trợ làm việc đội nhóm nhé. Vậy tổng cái thời gian chúng ta tham gia nó sẽ có khoảng 6 buổi. 6 buổi này thì thực ra nếu mà tính ra ấy, 2 triệu đồng mà chia cho 6 thì cô chỉ hết có hơn 300.000 một buổi thôi. Nó cũng còn thấp hơn rất nhiều so với cái việc là đấy, thầy cô dạy kèm vài ba bạn, đúng không ạ? Đấy nhá. Như vậy là cái học phí này là một cái chương trình mà thầy Thành để hỗ trợ giúp cho thầy cô thôi, chứ nó không phải là số tiền mà quá nhiều. Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ?
Bao nhiêu thầy cô mong muốn được tham gia chương trình này ạ? Nếu thầy cô mong muốn được tham gia chương trình này thì hôm nay thầy Thành sẽ có quà cho các thầy cô. Ngoài cái quà mà thầy Thành đã tặng cho thầy cô rồi ạ, thì thầy Thành sẽ tặng cho thầy cô thêm một cái phần quà nữa để giúp cho thầy cô có thể hướng dẫn rồi thì có thể dạy cho các con một cách tuyệt vời hơn ạ. Và thầy cô mong muốn được tham gia chương trình này ạ. Thầy cô comment đi ạ, những ai mong muốn được, thực sự mong muốn được tham gia chương trình này thì thầy Thành sẽ có thêm một phần quà cho các thầy cô ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Đây là phần quà cho thầy cô ạ. Cái mức học phí 2 triệu đồng này thì thầy Thành sẽ hỗ trợ giảm phí cho thầy cô. Những thầy cô đang tham dự cái chương trình ngày hôm nay á thì sẽ được tham gia Thầy ơi, nếu em chỉ là giáo viên dạy toán IQ không phải giáo viên tiểu học thì có tham gia được không? Tất nhiên là được rồi. Toán IQ thì lại càng cần phải tìm hiểu những cái phần này, bởi vì đây là toán tư duy. Toán tư duy này thì nó rất phù hợp, phục vụ cho các thầy cô, đặc biệt là thầy cô dạy toán IQ thì nó lại giúp cho các thầy cô đỉnh cao hơn nữa. Cô Hoa Đỗ nha. Thì tất cả các thầy cô mà đang tham dự ở trong cái buổi học ngày hôm nay ấy thì sẽ được thầy Thành hỗ trợ một cái mức học phí đó là 500.000 đồng. Và học phí của chương trình đào tạo liên tục trong vòng 3 ngày cộng với 3 cái buổi hỗ trợ cộng với rất nhiều các cái sự hỗ trợ trong đội nhóm khác thì là học phí của cái khóa học này thầy Thành sẽ hỗ trợ thầy cô là 1.500.000 đồng. Thầy cô thấy tuyệt vời không ạ? Thực ra đây là một cái số tiền mà 48 thì được rồi. Số tiền nó cũng không phải là quá nhiều ạ. Bố mẹ muốn dạy con cái ạ. Cảm ơn thầy Hải. Bố mẹ muốn dạy con cái thì thầy Thành cho rằng là cái chương trình này nó sẽ không phù hợp với bố mẹ. Bố mẹ mà dạy con cái thì bố mẹ phải ít nhất là cũng phải là những người mà có chuyên môn. Còn nếu không thì nó sẽ không phù hợp. Chương trình này chỉ dành cho các thầy cô giáo đấy ạ. Bởi vì các thầy cô giáo là những người mà cũng đã có kiến thức, có kinh nghiệm và có cả phương pháp. Thì thầy Thành sẽ dạy cho chiến lược và dạy cho các cái phần thêm vào. Thế còn bố mẹ thì nó sẽ ở một cái chương trình khác thầy Hải nhé. Thầy cô ạ, đó chính là một trong những cái mà thầy Thành muốn chia sẻ đến các thầy cô. Bởi vì ạ, nó sẽ giúp cho thầy cô. Đấy, thầy cô thấy không ạ, rất nhiều người mà đã đi dạy nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ có học sinh đạt giải, thậm chí là chưa bao giờ được cái thừa nhận là giáo viên giỏi. Thì thầy cô, khi mà thầy cô có học sinh mà đạt giải huy chương ở trong các kỳ thi quốc tế thì đó là một cái lời khẳng định không thể tuyệt vời hơn đối với đồng nghiệp của mình, đối với phụ huynh của mình và đối với chính các em học sinh của mình. Có tuyệt vời không thầy cô ạ? Rồi, đấy nha. Đấy là cái chương trình mà thầy Thành muốn giới thiệu đến các thầy cô. Thầy cô nào đăng ký, rồi cô Duyên đăng ký, các thầy cô đăng ký và nộp tiền luôn trong ngày hôm nay nha, là 1.500.000 đồng. Thầy cô có còn muốn được nhận quà tiếp không ạ? Cho thầy Thành hỏi là thầy cô có còn muốn được nhận quà tiếp không ạ? Nếu thầy cô muốn được nhận quà tiếp, thầy cô comment là em muốn được nhận quà nữa.
Được rồi ạ. Các thầy cô mong muốn được nhận quà tiếp thì thầy Thành sẽ dành thêm một phần quà nữa cho các thầy cô, dành cho tất cả những thầy cô mà đăng ký nộp tiền ngay trong buổi tối ngày hôm nay, chuyển khoản trong buổi tối ngày hôm nay, thì thầy cô sẽ được học với một cái mức học phí vô cùng ưu đãi, đó là 1.350.000 đồng. 1.350.000 đồng đó, một cái mức học phí thực sự là rất là ưu đãi trong cái buổi đào tạo liên tục 3 ngày và có 3 ngày để training, để hỗ trợ đội nhóm với thầy cô. Lưu ý là cái mức học phí này thì phải là chuyển ngay trong tối ngày hôm nay. Phải chuyển ngay trong tối ngày hôm nay thì thầy cô mới được nha, đăng ký và chuyển khoản ngay trong tối hôm nay thì thầy cô mới được cái mức học phí này. Còn nếu mà không hết ngày hôm nay thì thầy cô sẽ trở về mức học phí là 1.500.000 đồng. Đó, đó chính là cái phí tham dự chương trình ạ. À, những thầy cô nào sẵn sàng tham gia thì cô comment ạ. Rồi, thầy cô hỏi về số tài khoản đúng không ạ? Đây là số tài khoản của thầy Thành. Đây, số tài khoản đây ạ. Thầy cô có thể chụp ảnh lại màn hình ạ. Thầy cô chụp lại màn hình ạ. Đấy, đây là số tài khoản ngân hàng BIDV hoặc là Vietinbank đều được nhá. Được rồi ạ. À, một số thầy cô còn cảm thấy đang băn khoăn đúng không ạ? Thì thầy cô thấy không ạ? Khi chúng ta làm bất kể một cái điều gì thì chúng ta cũng cần phải có sự đầu tư đúng không ạ? Và phải có một cái tinh thần là phải gieo. Thầy cô viết xuống đi ạ. Chúng ta phải có gieo thì chúng ta mới có gặt. Bởi vì đây thực ra gọi là học phí nhưng nó cũng không phải là học phí đâu ạ. Bởi vì học phí này thì nó rẻ quá, mà nó chỉ là một cái bài test tâm lý để làm gì ạ? Để cam kết cho cái sự thành công của thầy cô đấy ạ. Tất nhiên là điều kiện để thầy cô được tham gia chương trình này, thầy cô viết xuống đấy ạ. Điều kiện, điều kiện để tham gia chương trình này, đó là thầy cô phải sẵn sàng hành động, thầy cô phải khát khao. Và những người khát khao, người sẵn sàng hành động thì mới tham gia chương trình này. Còn nếu mà thầy cô chỉ tham gia cho vui, cho theo phong trào ấy, thì thầy Thành khuyên là chúng ta thôi không nên đăng ký. Bởi vì ấy, khi vào trong này, khi tham gia chương trình này là thầy cô sẽ phải hành động, thầy cô sẽ phải làm việc và phải có được kết quả. Thầy cô sẽ thấy là mình sẽ có một cái sự tiến bộ vượt trội. Thầy cô sẽ thấy là chuyên môn, về kiến thức, về kỹ năng của mình nó sẽ nên lên một cái tầm cao rất là mới. Cho nên là phải điều kiện để tham gia, thầy cô hãy comment xuống đi ạ. Điều kiện để tham gia là thầy cô phải thực sự khát khao, muốn chinh phục nha. Muốn chinh phục thì thầy cô mới tham gia được. Còn nếu mà thầy cô chỉ là đăng ký cho vui hoặc là thấy mọi người đăng ký thì thầy cô cũng đăng ký, thì thầy Thành khuyên là thầy cô thôi. Còn nếu thầy cô thực sự mong muốn, khát khao thay đổi bản thân mình, thậm chí là thay đổi những cái quãng thời gian rất là dài mình làm việc, mình làm trong nghề mà mình không có một cái gì đổi mới cả, thì đây là cái cơ hội để thầy cô làm mới mình. Đây là cơ hội để thầy cô khẳng định mình. Và điều quan trọng ấy là cơ hội để mà thầy cô có một cái, mình gọi là có một cái sự khẳng định, có một cái thành tích ở trên đấu trường cấp quốc gia và quốc tế. Đó, nó tuyệt vời không ạ? Khi mà thầy cô được thừa nhận rồi ấy, thì thầy cô làm việc nó sẽ vô cùng dễ. Thầy cô đã có học sinh đạt giải quốc gia, thầy cô đã có học sinh đạt giải quốc tế ấy, thì nó sẽ rất rất là dễ dàng cho các thầy cô
trong công việc nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Bao giờ cô hiểu điều này ạ? Được rồi. Được nha. Như vậy là thầy cô nào mà đăng ký tham gia thì thầy cô chụp ảnh lại màn hình, sau đó thì nhắn tin lại cho thầy Thành, bởi vì thầy Thành biết là có nhiều thầy cô đăng ký. Thầy cô ghi rõ số điện thoại nhé. Đây, thầy Thành viết vào này. Thầy cô chuyển khoản. Thầy cô nhớ là khi chuyển khoản ấy, thầy cô ghi số điện thoại nhé. Tránh trường hợp như lần trước, một thầy đăng ký ở trong cái chương trình đào tạo lớp chuyên sâu, thầy cô không ghi số điện thoại. Để thầy cô ghi rõ số điện thoại cộng số tiền nhá. Đấy, thầy cô ghi số điện thoại vào cộng số tiền, sau đó thầy cô sẽ gửi lại cho thầy Thành, chụp ảnh màn hình gửi lại cho thầy Thành nhá. Cô Duyên đã đăng ký và chuyển khoản thành công để thầy Thành xem ạ. Thầy Thành đã nhận được tiền của cô Duyên. Cô Duyên đã đăng ký và chuyển khoản thành công nhá. Cô Duyên sẽ inbox cho thầy Thành. Cô Thúy. Rồi. Ok. Còn các thầy cô khác mà đăng ký khóa học thì thầy cô nhớ là thầy cô chuyển khoản, thầy cô ghi rõ nhá. Alo, được chưa ạ? Thầy cô đã rõ chưa ạ? Thầy cô đã rõ cách tham gia chưa ạ? Thầy cô đã rõ để cách tham gia chưa ạ? Được rồi ạ. Có một cái điều này ạ, thầy Thành muốn chia sẻ thêm với các thầy cô. Hôm nay thì thầy Thành hướng dẫn các thầy cô ở đây, giới thiệu thầy cô cái chương trình này. Các thầy cô tham gia, chúng ta tham gia được, cái đấy là nó là cái duyên, nó còn tùy thuộc vào chính bản thân của các thầy cô. Các thầy cô tham gia học hay là thầy cô không tham gia học thì chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau nhé. Chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau. Thầy Thành không đánh giá những thầy cô tham gia tốt hay là thầy cô không tham gia tốt. Thầy không đánh giá cái việc đó. Bởi vì sao ạ? Vì nó còn phụ thuộc vào cái tình hình thực tế của các thầy cô. Thầy cô đã sẵn sàng chưa? Ví dụ như thầy cô sẵn sàng rồi nhưng học sinh của thầy cô nó chưa sẵn sàng, hoặc là các bạn đấy chưa có nhu cầu để tham gia, thì các thầy cô có học thì các thầy cô cũng chưa thấy phù hợp, đúng không ạ? Đó, cho nên là cái việc thầy cô đăng ký tham gia hay là thầy cô không đăng ký tham gia thì chúng ta vẫn là những người bạn của nhau, chúng ta vẫn trong cộng đồng những chuyên gia toán tiểu học nhá. Thầy cô có hiểu điều này không ạ? Thầy cô hiểu điều này, thầy cô comment là tôi hiểu đi ạ. Nha. Đấy, đấy là cái rất quan trọng ạ. Tức là thầy cô tham gia là điều rất tuyệt vời, mà không tham gia cũng rất tuyệt vời, bởi vì ạ, chúng ta gặp nhau ở đây đã là một cái duyên rồi. Đấy, chúng ta không nhất thiết là thầy cô phải tham gia thì thầy Thành mới yêu quý thầy cô không tham gia thầy Thành vẫn yêu quý thầy cô nhá. Vẫn yêu quý thầy cô, bởi vì sao ạ? Chúng ta là trong một cái cộng đồng những chuyên gia toán tiểu học. Chúng ta đang chung tay để giúp cho cái sự nghiệp giáo dục của nước nhà tốt hơn. Đó.
Thế còn cái việc thầy cô tham gia thì đó là một cái sự sẵn sàng. Còn trong trường hợp mà dịp này thầy cô chưa học được thì thầy cô sẽ học vào dịp khác, hoặc đơn giản là thầy cô cũng chỉ cần tham dự các cái buổi mà thầy Thành hướng dẫn free cho thầy cô cũng là rất tốt rồi. Đấy là thầy cô đang chung tay cùng với thầy Thành để giúp cho giáo dục của chúng ta tốt hơn rồi. À cô thầy Thành. Rồi thầy Thành đã nhận được đăng ký của cô Vũ Thị Thảo nhé. Rồi. Cảm ơn cô Thảo. Còn tên là cô khác ạ. Thầy cô nào cần hỏi thêm hoặc là cần hỗ trợ về cái việc đăng ký không ạ? Thầy ơi, mai em đăng ký có được phí 1.350.000 đồng không? À, các thầy cô ở trong lớp cho thầy Thành hỏi ạ. À, nếu mà thầy cô có một thầy cô là xin là ngày mai đăng ký thì có được hưởng cái mức là 1.350.000 đồng không? Các thầy cô có đồng ý không ạ? Nếu thầy cô ở trong lớp đồng ý thì thầy Thành cũng sẽ đồng ý cho thầy cô ạ. Rồi. Rồi được rồi cô nhé. Các thầy cô ở trong lớp đồng ý. Rồi thầy Thành cũng sẽ đồng ý cho thầy cô. Nhưng mà chỉ trong buổi ngày mai thôi. Đến 17 giờ ngày mai. Thầy cô nào mà đăng ký tham dự cái chương trình và nộp tiền thì được nhận cái mức học phí là 1.350.000 đồng. Còn sau đó thì chúng ta sẽ tham dự với chương trình là 1.500.000 đồng nhá. Được chưa ạ?